Hello anh em, chào mừng đã đến với MGN Esports. Nếu đã theo dõi bộ môn Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp, chắc các bạn cũng không còn lạ gì với tầm ảnh hưởng tuyệt đối của đội tuyển T1 và người chơi vĩ đại nhất của họ Faker với tựa game này. Điều đó là không thể bàn cãi khi T1 dù vô tình hay hữu ý luôn biết cách tạo ra những trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất lịch sử. Chính vì các cung bậc cảm xúc tuyệt đỉnh mà khán giả được trải qua khi theo dõi những trận đấu này của T1 mà mới có nhiều người hâm mộ đã trao chọn con tim và linh hồn của mình cho đội tuyển áo đỏ vĩ đại. Trong video tổng hợp trước, MGN Esports đã mang đến cho các bạn những trận đấu kinh điển nhất của SKT T1 trong lịch sử. Hôm nay, để tiếp nối câu chuyện, tôi sẽ tiếp tục tổng hợp lại những trận đấu có thể còn hay và hấp dẫn hơn nữa. Nhớ chuẩn bị bắp rang và đóng bỉm vào, vì đây sẽ là một video khá dài đấy. Nhớ để lại cho MGN Esports một like video và một subscribe kênh để ủng hộ tôi sớm đạt 100.000 sub nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Được ví như trận siêu kinh điển Bà Xã đối đầu với Madrid hàng thật trong bóng đá, những cuộc đại chiến viễn thông giữa SKT T1 và KT Ronster luôn là các sàn đấu nảy lửa lẫn chứa đựng nhiều cảm xúc cho khán giả bậc nhất trong lịch sử Liên minh Huyền thoại. Mối thù hằn giữa hai đội tuyển có logo màu đỏ này đã được nhen nhóm từ rất lâu về trước. Vào đầu những năm 2000, khi eSports còn chưa phát triển mạnh trên thế giới như bây giờ, ở một đất nước quan tâm đến những môn thể thao điện tử như Hàn Quốc, các tập đoàn lớn thường sẽ đầu tư hoặc thành lập một tổ chức eSports riêng, trong đó bao gồm đội tuyển thi đấu nhiều tựa game khác nhau. KT và SK Telecom, hai ông lớn hàng đầu trong ngành công nghiệp viễn thông Hàn Quốc cũng tham gia vào cuộc chơi này. Hai tập đoàn đã thành lập nên những đế chế eSports của riêng họ và liên tục tranh đấu với nhau ở nhiều bộ môn trong khoảng thời gian rất dài. Một phần lý do cho mối thù địch đậm sâu này đó là KT lẫn SK Telecom luôn cạnh tranh với nhau cực kỳ gắt gao trên thương trường kinh doanh. Đến những năm 2013, KT Ronster và SKT T1 cùng nhau bước chân vào bộ môn Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp, nơi mà đội tuyển con cưng của họ sẽ vang danh toàn thế giới. Ở thời đại mà các ông bầu Hàn Quốc được quyền nuôi nhiều đội, thì đội tuyển mạnh nhất của KT Ronster là KT Bullets, trong khi đối thủ lớn nhất của họ cũng sở hữu niềm tự hào SKT T1K. Ở một giải đầu tiên hai đội chính thức cạnh tranh, cũng là thời điểm cả hai cùng gặp nhau ở trận chung kết để tìm ra nhà vô địch cuối cùng. Khi này, KT Bullets sở hữu một dàn lực lượng được đánh giá mạnh nhất Hàn Quốc. Những hảo thủ đương thời như Kakao, Score, Insect và đặc biệt là Ryu đều tê tựu dưới màu áo KT mùa hè năm đó. Phía bên kia, SKT chấp nhận từ bỏ đội hình cũ gồm các ngôi sao đã có tên tuổi và chọn xây dựng bộ khung mới với những tuyển thủ tài năng hơn. Xoay quanh kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chính là Faker, người khi này chỉ mới 17 tuổi. Dù không quá nổi trội trên lý thuyết, nhưng đội hình SKT T1K xuất sắc có mặt ở chung kết mùa hè, đối đầu kỳ phùng địch thủ KT Bullets. Đối với mọi tuyển thủ trên sàn đấu hôm đó, đây gần như là trận chung kết lớn đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Những ngôi sao của KT đã khẳng định được tên tuổi nhưng chưa từng có một trận tranh cúp nảy lửa, trong khi SKT chỉ toàn các tân binh. Vì vậy, niềm khao khát được lần đầu nâng cao chiếc cúp ấy luôn cháy bỏng trong 10 cái tên này khi trận chung kết mùa hè chính thức bắt đầu. Ở ván 1, SKT bên phía đội xanh, còn KT thì chọn lấy đội đỏ. Đội tuyển của nhà mạng SK Telecom sở hữu một đội hình cực mạnh trong các giao tranh tổng cuối game khi có 4 chiêu cuối diện rộng Kennen, Nunu, Orianna và Sona kết hợp với tướng thủ Hyper Carry Vayne trong tay Picklet. Phía KT thì mạnh hơn với các tướng có khả năng gây đột biến sớm, đặc biệt là Gragas, sức mạnh phép thuật đường giữa của Ryu, để đối đầu với Faker. Thế trận diễn ra hỏa hoãn cho tới phút thứ 9, khi Benji quyết định đột kích cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đối phương ở đường trên. Nhưng hóa ra, SKT đã rơi vào bẫy khi Elise của Kakao đang đợi sẵn trong thềm trụ. Chiến công đầu được dành cho Score, và dù Picklet nỗ lực gỡ lại một mạng, thì đó vẫn là giao tranh có lời hơn cho KT Bullets. Phút 12, KT một lần nữa tổ chức ganh bộ đôi đường dưới của SKT. Khả năng xử lý các chiêu thức định hướng chuẩn xác đã giúp Score và đồng đội hạ gục thành công cả hai thành viên đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, chuỗi domino tiếp tục khi Insect bất ngờ bọc hậu ở đường giữa và cùng Ryu lấy mạng Faker. Tại đường dưới cùng thời điểm, một pha kén nhện xuất sắc của Kakao đã tiễn Benji lên bảng ngay dưới trụ. Chỉ trong một phút, KT đã tước gần như cả ván đấu ra khỏi tay của SKT với 4 điểm hạ gục. Mặc dù đã cố gắng bắt lẻ đối phương để gỡ gạc nhưng ở giai đoạn giữa trận, sự xuất sắc trong các kỹ năng định hướng của các tuyển thủ KT chỉ khiến những nỗ lực của SKT trở thành công cốc. Mãi cho đến phút 22, pha khúc cao trào kết hợp bão sấm sét quá đẹp của Pomandu và Impact mới giúp SKT có một giao tranh có lợi. Dù chỉ là 2-2 nhưng với chênh lệch 10.000 tiền khi đó, SKT không thể trông mong gì hơn. Liên tục nhiều phút sau đó, vì chưa lấy được một công trình nào, trong khi trụ cứ bị KT phá hủy, SKT luôn bị đối thủ khóa và thế dồn ép. Nếu không nhờ Picklet với tướng thủ bắn cực kỳ uy tín, có lẽ SKT đã thua trận từ lâu. Sau pha ăn Baron miễn phí ở phút thứ 28, KT đẩy thẳng vào căn cứ của SKT. Một lần nữa, siêu xạ thủ Picklet đã chơi trên cả xuất thần, nhưng chỉ để thấy lần lượt 4 đồng đội của mình ngã xuống trước sát thương quá mạnh mẽ của Ryu và đồng đội. Nhưng vì mất 3 xác trong tình huống công thành trước, nên KT buộc phải đợi 5 phút sau để hạ sát SKT một lần cuối trong ván này. Pomandu cùng với Impact lại chủ động mở giao tranh, nhưng không quá thành công. Picklet vẫn bắn và thả diều rất lực mà chẳng ăn thua gì, vì lần này Ryu và Insect đã chú ý đến anh nhiều hơn. Picklet cuối cùng cũng tắt điện, Score tỏa sáng bằng cú Quadra Kill và KT Bullets mở tỷ số trận chung kết sau ván đấu cực kỳ áp đảo.
cơn mưa ngoài trời đang đổ nhưng không thể làm nguội đi sự phấn khích từ các cổ động viên Katie. Dễ dàng đè bẹp đối thủ ở ván đầu, KT gần như không thay đổi ý đồ đội hình trong game 2 khi vẫn chú trọng giao tranh sớm. Ngược lại, SKT đã có sự điều chỉnh bằng cách cho phép bộ đôi chủ lực Benji và Faker của họ sử dụng Javan và Ari, hai vị tướng rất mạnh trong tạo đột biến đầu trận. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả cho SKT khi ngay ở phút thứ 4, Benji đã ra đường và chồng khống chế rất tốt với Faker, hạ gục Ryu. Nhưng chỉ vài giây sau, Impact không biết vì sao lại chọn Susan đã bị gai ngay dưới trụ đường trên. Liên tiếp nhiều tình huống sau, SKT là bên đánh chủ động hơn hẳn, nhưng Faker lại tung kỹ năng định hướng không được chuẩn xác như mọi ngày. Nhân đó, Kakao cùng Ryu đã trừng phạt chàng trai tuyển thủ trẻ. Pha giao tranh lớn đầu tiên ở trận đấu diễn ra phút thứ 14, cực kỳ hỗn loạn, đúng tính chất của Liên minh huyền thoại đời đầu. SKT lại chủ động đánh trước nhưng lại nhanh chóng mất người khi bộ ba của KT xuất sắc giải quyết Benji. Thiếu đi một nguồn sát thương cũng đáng kể, SKT dần thất thế khi Susan trong tay Impact gần như không có tác dụng gì. Cộng thêm những pha hôn gió sai địa chỉ của Faker, SKT liên tục mất 3 thành viên, còn KT Bullies lại đại thắng giao tranh, chiếm thế cửa trên một lần nữa. Trước tình cảnh ngặt nghèo, bản lĩnh siêu sao của Faker đã lên tiếng. Phút 16, thần đồng SKT bắt lẻ được xạ thủ chủ lực đối phương ở đường dưới. 4 phút sau, một pha xử lý gọn gàng ở khu vực gần hang rồng của Faker đã tiễn Kakao lên bảng đếm số. Tình huống còn cho thấy độ lỗi của Ari kết hợp bùa đầu lâu ngày trước. Thế nhưng, dường như các ngôi sao của KT đã ngứa mắt khi người đàn em bên kia không ngừng múa may quay cuồng. Trong pha vào đánh rồng của SKT, Mafa cùng Insect đã mở giao tranh cực kỳ đẹp, tạo tiền đề không thể tốt hơn cho score bắn tan đội hình địch. Picklet dù nỗ lực nhưng cuối cùng cũng nằm dưới tay Ryu và SKT mất luôn 4 xác. Phút 27, KT Bullies một lần nữa mở combat cực kỳ hay và đánh giao tranh cũng không hề có kẽ hở. Độ can quét của bộ đôi nặng ký Ryu cùng Insect là quá khủng khiếp, giúp KT tàn sát 4 tuyển thủ SKT. 6 phút sau, Ryu và đồng đội đã snowball thành công, dẫn trước gần 10.000 vàng. Vì thế, KT không ngần ngại băng thẳng vào trụ của SKT để giao tranh. Nhưng pha thi đấu này suýt chút nữa thì hại KT khi Susan trong tay Impact đã có sát thương và bùa chết 3 tuyển thủ đội xanh. Dù vậy, kết quả vẫn là cú quét sạch cho KT Bullies. Ở tình huống sau đó, Faker lại tỏa sáng khi ám sát thành công Ryu chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng thần đồng cũng chẳng thể gánh đội nữa khi Jack của Insect đã làm hết sau đó. Sát thương quá mạnh từ mọi thành viên KT Bullies đã giúp đội được đánh giá mạnh hơn vươn lên dẫn trước 2-0 sau 37 phút thi đấu. Thế hệ đầy tài năng của KT chỉ còn cách chiếc cúp vô địch đúng một ván thắng nữa mà thôi. Vì thế, SKT buộc phải tung ra những gì tinh túy nhất và Faker đã chọn Z, chúa tể bóng tối chứ danh của anh. Ngay phút đầu tiên, sự căng thẳng đã xảy ra khi KT kiên trì rình rập Picklet trong bụi đến gần chục giây. Nhưng Kakao tới và KT quyết định ra bắt, Picklet lại dễ dàng trốn thoát. Ngược lại, KT còn phải trả giá khi SKT hồi mã thương với mạng của Score nằm trong tay Pumandu. Phút thứ 7, Picklet cùng Pumandu không hổ danh dùng tướng tủ khi đứng ra phía sau trụ để tấn công bộ đôi bên KT. Đối thủ cũng muốn phản công để trừng phạt sự ngông cuồng của Picklet, nhưng Benji rồi Faker lần lượt có mặt và giải quyết cánh dưới KT không thể gọn gàng hơn. Đã vượt trội hoàn toàn hơn đối thủ, cặp xạ thủ hỗ trợ của SKT dễ dàng cân cả 3 thành viên KT dù họ chỉ còn dưới nửa máu. Đặc biệt là Pumandu đã có triple kill trong pha này bằng tướng Zira thương hiệu. Trong những phút sau đó, thế trận đã nằm hoàn toàn trong tay SKT và chủ yếu là Faker tự mở sâu diễn. Một tình huống solo kill ở phút thứ 11, một lần nữa tự tay hạ sát Ryu 2 phút sau đó. Cũng ngay trong trụ địch, Faker đã chứng minh vì sao SKT lại xây đội hình xung quanh anh. Các đồng đội của Faker cũng liên tục tỏa sáng để giúp SKT giao tranh thắng lớn liên tục, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian cho đội xanh. Sau tình huống combat cuối cùng, ngay khi vừa bước qua phút 20, KT đã chấp nhận đầu hàng, SKT rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ván đấu bản lề đã thuộc về SKT, nhưng KT vẫn chỉ cần một chiến thắng nữa để vô địch. Và game 4 bắt đầu với Vayne trong tay Score, buộc Picklet chọn Twitch, còn Faker mang Ari ra để lần nữa đối đầu với Krakas của Ryu. Trận đấu cứ ở thế hòa hoãn cho đến phút thứ 9, khi SKT hồi mã thương ở đường trên và Impact xuất sắc giúp Picklet có chiến công đầu. 6 phút sau đó, pha giao tranh kịch liệt diễn ra tại khu vực hang rồng. Tưởng rằng hai đội có thể hài lòng ra về với một mạng đổi một mạng, thì Faker kết hợp cùng Benji bất ngờ bắt chết được Ryu trong rừng địch. Ở phía dưới, Picklet tận dụng chiêu thức tàng hình của Twitch cũng ám sát thành công Kakao. Thế nhưng sau cùng, combat lại trở thành thảm họa cho SKT khi lần lượt 3 thành viên của họ bị Insect cùng Score hạ gục hết. Trận đấu lại trở về với thế cân bằng. Trên đà thắng lợi, KT Bullies tính truy cùng diệt tận Faker, nhưng khả năng tẩu thoát của thần đồng 17 tuổi là quá xuất thần, khiến công sức của đối thủ trở nên vô ích. Những tình huống bước ngoặt diễn ra từ phút thứ 20 trở đi, khi mà SKT liên tục di chuyển như một đội để bắt lẻ những thành viên chủ chốt của đối thủ. Bị mất người từ sớm, KT Bullies gần như chẳng có chút cơ hội nào để chống cự trước các tuyển thủ SKT càng chơi càng hưng phấn. Thế thượng phong cứ thế dần nghiêng hẳn về phía SKT. Phút 33, giao tranh quyết định nổ ra, vẫn là KT chủ động đánh trước, nhưng Faker vẫn chơi quá hay với yêu hồ Ari để hủy diệt hoàn toàn đội hình của Ryu và các đồng đội. Ở phút 39, SKT khi này đã quá chênh lệch sức mạnh và thẳng tiến vào căn cứ KT, dễ dàng quét sạch đối thủ mà không mất một người nào. SKT đã quân mình tỷ số trận chung kết, kéo cặp đối đầu đến ván 5, nơi khi đó ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Thời điểm những ngày đầu của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc, nếu như một trận đấu bao năm kéo dài đến ván đấu cuối cùng, hai đội sẽ được phép chọn ẩn. Khi đó, sẽ chẳng ai biết đối thủ chọn gì, suy tính gì, chơi kiểu đội hình gì, làm tăng thêm độ bất ngờ và kịch tính cho trận đấu.
Và trong trận chung kết này, đặc trưng của LCK ngày đó đã phát huy tác dụng khi Z cũng được Ryu và Faker khóa lại, đánh dấu một cuộc solo nhẫn giả vô tiền khoáng hậu giữa hai siêu sao đường giữa xuất sắc nhất đương thời. Ngay cấp độ đầu tiên, hỗn chiến đã xảy ra ở đường giữa khi hai đội va vào nhau mà chẳng hề nghĩ suy. Kết quả là một mạng đổi một mạng, nhưng người ăn chiến công bên phía SKT là Faker. Sau đó ở phút thứ 7, Impact dùng nhất thống để giúp Faker hạ gục Ryu. Liên tục các pha thi triển kỹ năng đầy ảo diệu của hai ninja được tung ra khiến khán giả lác mắt. Tưởng rằng Ryu đã thoát thành công thì Faker nhẹ nhàng biến ảnh hành thích đối phương. Nhưng KT cũng nhanh chóng có lời đáp trả. Phút thứ 9, Mafia lại ulti rất tốt để phòng thủ trụ đường giữa, tiện tay mở luôn pha giao tranh đẹp giúp KT Bullish có liền hai mạng hạ gục, trong đó Ryu được một xác và quay trở lại ván đấu. Giai đoạn sau, hai đội giao tranh với nhau liên tục, chứng tỏ quyết tâm muốn giành lấy chức vô địch lần đầu tiên. KT thường là bên tưởng chừng có lợi hơn khi chủ động mở giao tranh. Nhưng cuối cùng, Picklit vẫn với con bài Vayne chủ lực đã bắn nát người từng thành viên một của KT, giúp SKT vẫn duy trì lợi thế dẫn trước. Phút 19, trong lúc Ryu đang ra sức truy đuổi Impact ở đường giữa, thì tại đường dưới, Z trong tay Faker đã cân hai, lấy mạng ca cao vô cùng dễ dàng và nhẹ nhàng rút đi như một ninja đúng nghĩa. Đến phút 22, hai đội quyết định thực hiện pha combat lớn tại hang rồng, nhưng cơ hội chiến thắng của KT gần như không có trước một SKT đang sở hữu đà tâm lý quá đáng sợ. Chỉ mất một mình Faker, SKT thành công tiêu diệt cả 5 thành viên KT Bullish, kết thúc giao tranh với 6.000 tiền dẫn trước. 4 phút sau đó, KT Bullish nỗ lực ngăn chặn SKT ăn 3 đòn nhưng không thành công. Thay vào đó, họ lần lượt mất gần hết đội hình để trả giá. Kể từ đó, ván đấu hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của SKT, đội tuyển áo đỏ đã đặt một tay lên chức vô địch. Khi đã bị dẫn trước 13.000 tiền, trong vô vọng, Ryu quyết định thách đấu Faker một pha solo Z. Có lẽ mình cũng không còn gì để nói thêm về pha thi đấu huyền thoại này nữa, vì thế giới đã nhắc đến nó suốt gần một thập kỷ qua rồi. Hãy nhìn cú thanh tẩy đây, hãy nhìn cách di chuyển, Faker, cái đéo gì thế? Và rồi thần đồng 17 tuổi đã hủy diệt hoàn toàn Ryu, người khi đó được đánh giá là số 1 Hàn Quốc, quỷ vương bất tử chính thức khai sinh. Sau hai pha giao tranh nữa ngay trong căn cứ của KT, SKT cuối cùng đã kết thúc trận chung kết ở phút 36. Đó là lần đầu tiên mà đế chế SKT huyền thoại bước lên ngôi vô địch Hàn Quốc. Càng ngọt ngào hơn khi Faker và đồng đội đã lội ngược dòng đầy ngoạn mục trước KT Bullish hùng mạnh để trở thành nhà vua tối cao. Trận chung kết này đến nay vẫn luôn được xem là cặp đấu hấp dẫn bậc nhất lịch sử Liên minh huyền thoại, đồng thời ý nghĩa lịch sử của nó cũng vô cùng to lớn. Đó là lần đầu tiên mà tam sắc huyền thoại của SKT là Benji, Keikoma và Faker giành lấy ngôi vương LCK. Chức vô địch này quan trọng với Keikoma đến mức gấu mẹ đã bật khóc khi ăn mừng, điều rất hiếm khi xảy ra với thầy. Nhắc đến Faker, sau pha solo Z đi vào ngôi đền huyền thoại đó, thần đồng 17 tuổi năm nào đã đi một chặng đường rất dài trước khi trở thành kẻ vĩ đại nhất như hiện tại. 2015 là một trong những mùa giải có tầm quan trọng lớn nhất đối với sự phát triển của Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Sau khi Samsung Y hủy diệt phần còn lại để lên ngôi vô địch thế giới 2014, toàn bộ đội hình huyền thoại này đã chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Tiếp sau đó, hàng loạt siêu sao hàng đầu của LCK cũng chạy theo tiếng gọi nhân dân tệ, đánh dấu cuộc chảy máu nhân tài nặng nề nhất lịch sử Liên minh huyền thoại Hàn. Chứng kiến quyết tâm cao độ muốn giành ngôi bá chủ của Trung Quốc, những đội tuyển LCK còn lại phải nỗ lực gấp 3 lần để bảo vệ ngai vàng, trong đó nhà cựu vương thế giới SKT T1 chắc chắn là cái tên được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng nhất. Sau khi kết thúc giai đoạn mùa xuân, SKT đã không làm khán giả nhà thất vọng. Phong độ xuất sắc ở vòng bảng nối tiếp bằng một chiến thắng ngược dòng kịch tính trước CJ Enters tại vòng bán kết đã chứng minh rõ ràng thực lực của quân đoàn áo đỏ. Trên kênh MGN Esports đã có một video chi tiết về trận đấu kinh điển này. Anh em nếu thích có thể tìm lại xem nhé. Lên tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đó, Faker cùng anh em thẳng tiến đến chức vô địch LCK mùa xuân sau khi đánh bại đội tuyển thú vị Tigers 3-0 trong trận chung kết. Một năm dài khó khăn đã trôi qua, đế chế SKT cuối cùng đã trở lại ngôi vương cao quý nhất Hàn Quốc và chuẩn bị nghênh chiến những kẻ thách thức tại MSI 2015. Trong khi đó, ở phía xa tại Trung Quốc đại lục, Edward Gaming cũng vừa trải qua một mùa giải LPL hết sức chật vật. Với sự gia nhập của Paul và Dev, hai siêu sao sáng giá bậc nhất trong đội hình chị em Samsung mùa trước, EDG khi đó được mệnh danh như Super Team, thừa khả năng đá bay những đội tuyển Hàn Quốc khỏi ngôi vô địch thế giới. Tiến vào playoff, trái với phong độ hủy diệt trước đó, EDG lại phải trải qua những cặp trận BO5 căng thẳng đến phút cuối khi đối đầu WE ở tứ kết và sau đó là chiến tích đả bại LGD Gaming trong trận chung kết. Các thắng lợi 3-2 để kịch tính đã giúp Edward Gaming bảo vệ thành công ngôi vô địch LPL cao quý. Nhưng đó không phải là thành tích mà người hâm mộ Trung Quốc có thể dễ dàng thỏa mãn, chỉ có danh hiệu lớn trên đấu trường thế giới mới làm fan xứ Trung hài lòng. Ngay sau khi những giải đấu quốc nội mùa xuân năm đó kết thúc, Riot đã tổ chức Mid-Season Invitational lần đầu tiên. Không chỉ cho tiền thưởng hậu hĩnh, MSI còn có ý nghĩa về danh dự khi 6 đội tuyển tham dự đều là những nhà vô địch mạnh nhất từ các khu vực trên thế giới. Đồng nghĩa rằng, đội giành chiến thắng chung cuộc MSI sẽ là vua của những vị vua. Như thường lệ, hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch thế giới chính là các đại diện của Trung và Hàn. Xứ kim chi có SKT hùng mạnh thì đại lục cũng không hề kém cạnh với Dream Team Edward Gaming. Cả hai gã khổng lồ đều đặt quyết tâm vô cùng lớn sẽ chiến thắng giải đấu quốc tế này. Các đội tuyển còn lại tham dự giải đấu rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm với SKT và EDG. Tại khuôn khổ vòng bảng, nhà vô địch Hàn Quốc bất bại với 5 chiến thắng trắng, bao gồm một lần đánh bại luôn EDG. Xếp ngay sau SKT là Def và đồng đội, đội bá chủ LPL chỉ chịu thua trước duy nhất SKT quá mạnh để rồi giành thắng lợi trước tất cả các đội còn lại. Không nằm ngoài dự đoán, SKT và EDG dễ dàng góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất.
Edward Gaming không mấy khó khăn để hạ gục AHQ Esports 3-0 khi đại diện Đài Loan tỏ ra quá yếu ớt khi so với Super Team Trung Quốc. Ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, siêu đội hình này đã ở rất gần với vinh quang mà Trung Quốc hằng mong đợi. Trái lại với chặng đường tương đối dễ thở từ EDG, SKT phải chạm trán với một Fnatic trong thời kỳ đỉnh cao. Làn gió mới từ bộ ba tân binh Huni, Renover và Fabivan đã đẩy SKT đến bước đường cùng. Nếu không nhờ bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dạn, Faker cùng anh em đã chẳng thể lộ ngược dòng thành công trước chú ngựa ô châu Âu. Dù tỷ số và màn trình diễn không giống nhau, nhưng kết quả vẫn là các chiến thắng chung cuộc dành cho SKT và EDG. Lần thứ 3 liên tiếp, các ứng cử viên hàng đầu từ Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tranh hùng tại trận chung kết cho chức vô địch thế giới. Việc phải đánh đến ván 5 đã bào mòn thể lực và buộc nhà vô địch Hàn Quốc tung ra hết chiến thuật và Edward Gaming có thể tận dụng điểm này làm lợi thế cho chính mình. Nhưng Faker và đồng đội đang lên tinh thần sau khi đả bại Fnatic, hừng hực khí thế nghênh đấu kình địch từ Trung Quốc. Chiếc cúp này là thứ mà SKT đang rất cần để phục hưng đế chế, nhuộm đỏ trời Âu. Còn đối với Edward Gaming, nếu lại thất bại trước người Hàn kể cả khi đã chiêu mộ những chiến thần của LCK, đội hình toàn sao này sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ từ tập đoàn fan Trung Quốc có sừng. Trận đại chiến siêu kinh điển chính thức bắt đầu với đội hình quen thuộc nhất và mạnh nhất của hai bên được tung ra. Edward Gaming vẫn là những cô rô ở đường trên, huyền thoại Clear Love đi rừng, Meiko hỗ trợ và bộ đôi người Hàn Pawn cùng Def. SKT ngoài bộ khung Marine, Bengi, Bang và Wolf chỉ có duy nhất một sự thay đổi ở vị trí đường giữa, nơi Easy Hun được chọn thay thế Faker. Dù một công thần như Faker phải ngồi ngoài có thể là bất ngờ lớn nhưng ở mùa giải đó, Easy Hun với lối chơi bình tĩnh và chắc chắn hơn đã thường xuyên được gấu mẹ Koma tin dùng thay cho Quỷ Vương trong rất nhiều trận đấu. Khi quyết định tung Easy Hun vào thi đấu, SKT đã chọn cho anh Cassiopeia, một vị tướng thiên hướng farm với khả năng gánh team về late. Đối đầu với Easy Hun, Pawn sử dụng Orianna nhằm tận dụng chiều cuối rất mạnh trong giao tranh. Những vị trí còn lại của hai đội đều mang ra các tướng thuận theo meta, với 4 chống chịu ở cánh trên trong giai đoạn phù phép quỷ lửa đang thống trị khu rừng. Ở đường dưới, Bang dùng tướng thủ Kalista trong khi Def chọn Urgot, quân bài đang mạnh đột biến khi đó trong vai trò xạ thủ. Khác với meta đánh hỏa hoãn giai đoạn đầu và tập trung vào các pha giao tranh tổng về sau khi đó, trận chung kết MSI khai màn với nhịp độ rất nhanh. Ngay từ phút thứ 3, Easy Hun và Pawn đã cà khịa nhau ở đường giữa và Benji là người quyết định sẽ can thiệp. Huyền thoại đi rừng của SKT mất khá thời gian nhưng cuối cùng cũng hạ gục thành công Orianna. Đến phút thứ 10, Clearlove đáp trả bằng cách gánh một pha xuống đường dưới SKT và giúp EDG lấy mạng Bang. Cầm một trong những tướng thủ nhất, Easy Hun dễ dàng đàn áp Pawn ở đường giữa. 3 phút sau đó, Benji một lần nữa hỗ trợ Easy Hun giết đối thủ ngay dưới chân trụ, phế hoàn toàn mũi nhọn đường giữa đối phương. Nhưng EDG vẫn còn một chiến thần ở đường trên mang tên Koro. Trong pha solo cần não giữa anh và Marine, Koro đã xuất sắc một tay hạ gục thành công đường trên của SKT đã sử dụng vị tướng Maokai thương hiệu. Ngay ở tình huống sau đó, SKT đã cử đến 3 người lên đường trên nhằm shutdown đà hưng phấn của Koro. Nhưng những nỗ lực từ Benji, Marine và Wolf chỉ cúng cho Koro thêm lợi thế. Sau pha tanh trụ lỗi từ Wolf, Koro hạ gục thành công hỗ trợ đối phương và trốn thoát thành công, khiến cả khán phòng hò reo không ngớt. Phút 19, cả hai đối thủ đều có chung ý tưởng tấn công lên khu vực đường trên khi Marine và Koro đang cạch tay đôi dữ dội. Nếu như lần trước SKT đã sơ suất thì lần này đến lượt EDG khinh địch, quá coi thường Maokai vĩ đại trong tay Marine, nhà vô địch Trung Quốc đã liên tục băng trụ để rồi bị khả năng hồi phục của cái cây này đưa vào bẫy. Không giết nổi Marine, EDG chỉ lấy được một mạng của Bang và phải bỏ lại đến 3 điểm hạ gục khiến cho pha giao tranh có lợi hoàn toàn cho SKT. Tận dụng lợi thế này, SKT hủy diệt hoàn toàn EDG trong pha giao tranh lớn ở hang rồng 5 phút sau đó. Mặc dù EDG có khả năng lao vào giao tranh khá tốt, nhưng hai chủ lực SKT đã đánh lùi rất xuất sắc và lấy mạng từ người một của đối thủ. Nhà vua Hàn Quốc giết được 4 kẻ địch trừ xạ thủ Def, kết thúc giao tranh với thắng lợi mỹ mãn. Ngay sau đó, SKT dễ dàng ăn thành công bùa lợi Baron đầu tiên, gia tăng khoảng cách lên gần 10.000 tiền chênh lệch. Bị dẫn trước quá nhiều, EDG gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa khi các thành viên liên tục bị bắt lẻ. Sau khi Meiko nằm xuống ở phút 30, Def và đồng đội vô tình bị cuốn vào một pha giao tranh quá bất lợi. Dù đã cố gắng hết sức xử lý kỹ năng, EDG vẫn không thể chống đỡ trước sức mạnh của SKT và bị quét gần sạch. Trong tình huống giao tranh hang Baron phút 36, Benji đã giữ thành công bùa lợi cho SKT. Koro và Pawn cũng phối hợp chiêu thức vô cùng hay, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì trước Easy Hun, người đang cực mạnh cũng như chưa mất giọt máu nào. Những cú khạc nhổ đau thấu xương của Easy Hun đã hủy diệt hoàn toàn Edward Gaming. Tận dụng thời cơ, SKT dễ dàng tiến lên kết thúc gọn gàng ván đấu đầu tiên của trận chung kết MSI. Đối thủ mở tỷ số 1-0, EDG buộc phải thay đổi đội hình để có hy vọng gỡ hòa. Koro quyết định sẽ dùng chính Maokai để đối đầu với Rambo trong tay Marine. Pawn chọn Cassiopeia, đổi kèo với Orianna của Easy Hun. Bị cấm mất Urgot, Def mang ra lựa chọn tủ Powder khiến EDG có đến 2 siêu sát thương chủ lực trong ván đấu này. Dường như cả hai đội đều có chung tư tưởng đảo bộ đôi xạ thủ hỗ trợ lên đường trên, do đó khi lính còn chưa ra, SKT và EDG đã đại chiến trong rừng, sở hữu nhiều sát thương và khống chế hơn cấp 1. EDG là đội đại thắng tại giao tranh này. Trong 3 điểm EDG lấy được đều có mạng dành cho Pawn và Def, hai chủ lực rất cần đồ của đội xanh khiến SKT phải run cầm cập. Sau thảm họa cướp rừng, SKT không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy nhanh tốc độ. Họ đã thành công trong vài tình huống bất ngờ cử Marine đảo đường hoặc tổ chức băng trụ cặp đôi Powder Annie.
Nhưng EDG với sợi dây kinh nghiệm đã rút phản công cực kỳ sắc bén. Tình huống giao tranh lớn đầu tiên diễn ra tại đường giữa phút 10 khi cả 4 tuyển thủ SKT có ý định dồn sát thương Pon nhưng bất thành. Dù vậy, EDG cũng không đủ sức chống trả ngược lại và đành bỏ mất hai mạng hạ gục vào tay SKT. Với khả năng kiểm soát mục tiêu lớn tốt hơn, EDG luôn là đội buộc SKT phải chủ động trước khi tiến vào những pha giao tranh. Ở phút 16, Isihun đã bất ngờ tốc biến lên hạ sát Pon ngay trước mũi các thành viên EDG. Nhưng đội áo đỏ không thể ngờ rằng Powder trong tay Def lại bắn quá tốt với sự làm tường của Clearlove và Koro. Pha giao tranh đại thắng dành cho EDG với hai mạng cho Clearlove và Double Kill vào tay Def, giúp con Powder này lại càng mạnh thêm. Từ phút 20 trở đi, chênh lệch kinh tế đã là 5.000 tiền nghiêng về phía EDG và Def cùng Pon thì cực kỳ giàu, khiến đại diện Trung Quốc không hề ngại va chạm. Có lợi thế mạng hạ gục, EDG tiến thẳng ra hang Baron, nhưng đây hóa ra lại là sai lầm khi Benji xuất sắc cướp thành công bùa lợi, giữ hy vọng ở lại với SKT. Không cam tâm nhìn SKT dần dần gỡ gạc, EDG quyết định phát động tấn công trước. Pha thi đấu đầy mạo hiểm này khiến Def bị shut down, nhưng EDG cũng kịp thời trừng phạt của SKT 3 điểm hạ gục quý giá, khiến tác dụng bùa Baron bị hạn chế. Bước ngoặt lớn đến ở phút 26, khi SKT dồn hết công lực để truy bắt thành công hai vị trí kém quan trọng nhất của EDG, đối thủ không còn nhiều tài nguyên nữa, là cơ hội để ba mũi nhọn của EDG phản công. Lẽ ra SKT đã thắng nếu như Isihun xoáy cầu sớm hơn 0,5 giây và Def sẽ bị bốc hơi ngay lập tức. Nhưng đường giữa của Hàn Quốc đã chậm tay, khiến Powder cùng Cassiopeia quét giờ SKT. Ngay sau đó, nhà vua Trung Quốc không để SKT có cơ hội cướp Baron nữa và nắm chắc chiến thắng trong tay. Sau phút 34, Pon cùng anh em đã ăn được 5 bùa lợi rồng với khoảng cách 12.000 tiền. Không muốn tốn thêm nhiều thời gian nữa, EDG nhanh chóng tiến thẳng vào căn cứ SKT, lấy mạng từng người một bằng sát thương khủng khiếp của các chủ lực và quét sạch căn cứ. Ván đấu thứ 2 chấm dứt ở phút 35 và nhà vô địch Trung Quốc gỡ hòa thành công trận chung kết. Trong một loạt trận BO5, ván đấu thứ 3 sẽ luôn có tầm quan trọng rất lớn. Vì thế khi bước vào ván đấu bản lề này, cả SKT lẫn EDG đều ưu tiên những đội hình an toàn và có khả năng đánh giao tranh tổng rất mạnh về sau. Trái ngược với diễn biến hấp dẫn và tốc độ cao của hai ván đấu trước, game thứ 3 bản lề lại chậm rãi với rất ít mạng hạ gục. Trong vòng chục phút đầu trận, chỉ có dưới 10 sắc nằm xuống và thật bất ngờ, khi đó đều đến từ nhà vô địch Hàn Quốc SKT. Dù cho các thành viên kỳ cựu của màu áo đỏ cũng ra sức chống trả quyết liệt, nhưng thứ mà họ nhận lại được chỉ là hàng loạt tình huống highlight xuất thần từ phía EDG. Gần như chưa bao giờ SKT lại bị dẫn trước nhiều đến vậy mà không có lấy một điểm hạ gục nào. Cho đến phút thứ 17, những nỗ lực của SKT mới đem lại cho đội logo đỏ mạng đầu tiên trong tay xạ thủ Bang. Tiếp nối lợi thế này, SKT tiếp tục thực hiện một pha bắt người nữa ở đường trên để thành công shutdown Def, nhưng đó gần như là tất cả những gì SKT có thể chống trả trong ván đấu ác mộng này. Thêm một bùa lợi Baron, một bùa rồng, một pha Quadra Kill dành cho Asia của Pon, hàng loạt tình huống giao tranh thắng lợi kết thúc bằng một cú quét sạch phút 29. Những điểm nhấn này đã dập tắt hoàn toàn giấc mơ lật kèo của SKT. Trong ván đấu bản lề, tỷ số trận chung kết được nâng lên thành 2-1 sau khi SKT nhấn lệnh đầu hàng ở phút 29. Thật thú vị khi SKT T1, đội tuyển vĩ đại nhất lại là một trong những đội hiếm hoi chấp nhận đầu hàng tại một trận đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Lần đầu tiên bị một đội đến từ khu vực kình địch Trung Quốc đẩy vào bước đường cùng, SKT đã buộc phải tung ra con át chủ bài nếu không muốn rơi vào bãi phốt. Faker được đưa vào sân thay thế cho Isihun, người có liên tiếp hai màn thể hiện thất vọng trước đó. Vị tướng mà Koma trao niềm tin cho Faker đó là Kassadin, lựa chọn có khả năng khắc chế rất tốt Asia của Pon. Với sự trở lại từ linh hồn của lối chơi quỷ vương Faker, SKT nhập cuộc tự tin và khởi sắc hơn hẳn ván đấu trước. Tuy Faker chưa đóng góp quá nhiều vì chất tướng Kassadin yếu đầu trận, SKT vẫn liên tục giao tranh thắng lợi và dẫn trước một khoảng cách đáng kể ở phút thứ 10. Đặc biệt, xạ thủ chủ lực Bang cực kỳ xanh với tướng thủ Ezreal trong tay. Sau hàng loạt tình huống highlights của đồng nghiệp Koro, Marin cũng bắt đầu thể hiện đẳng cấp với một pha hất mao cài về trụ và hạ gục ngay trước mũi Clearlove. Ở phút 16, Faker có lần đầu tiên trong sự nghiệp dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng môn cũ Def. Với Faker đang ngày càng mạnh lên theo thời gian, EDG biết rằng họ sẽ phải hành động trước khi quá muộn. Tình huống giao tranh phút 17 tưởng chừng là thành công cho nhà vua LPL khi Pon và Meiko chơi quá hay. Nhưng một lần nữa, Faker cùng Marin lại xuất sắc biến pha combat thành 3 đổi 3 và SKT không hề lỗ. Phút 24, một giao tranh lớn diễn ra ở khu vực đường giữa. EDG tưởng chừng có lợi khi tận dụng tốt hai chất tướng gây sát thương từ xa, thì Bang bất ngờ xuất sắc lấy mạng của Pon giữa lòng địch. Tiếp sau đó, đến lượt Faker lúc này đã cực mạnh một mình tiện Def xuống mổ, đánh dấu pha giao tranh mỹ mãn cho đội tuyển áo đỏ. Chênh lệch sức mạnh đã quá lớn, trong tất cả tình huống giao tranh sau đó, các đồng đội chỉ đơn giản là follow theo Faker và dọn dẹp tất cả kẻ địch EDG còn đứng trên mặt đất. Sau 36 phút chẳng cần quét sạch, SKT đã dễ dàng kết thúc ván đấu thứ tư, đưa trận đấu MSI trở về thế quân bình và kéo đến game 5 định mệnh. Về con Kassadin bất tử, Faker thực sự là vị cứu tinh của SKT T1 trong trận đấu căng thẳng này. Nhưng chỉ ngay sau đó, sự kiện nổi tiếng và đáng nhớ bậc nhất lịch sử Liên minh huyền thoại cũng được chính Faker cùng đối thủ EDG tạo nên trong trận đấu này. Ở ván đấu quyết định nhà vô địch, cả hai đội tuyển đều muốn lựa những vị tướng thuận tay nhất cho tuyển thủ. Đến lựa chọn của Faker, Quỷ Vương chỉ nói ngắn gọn với đội rằng hãy pick cho anh LeBlanc. Khi đó, huấn luyện viên Koma cũng không ngần ngại cho phép siêu sao được quan tâm nhất thế giới khi đó khóa vào LeBlanc. Đây là vị tướng làm nên thương hiệu của Faker với không một lần thất bại trước khi trận chung kết này diễn ra. Hóa ra đó lại là cái bẫy mà Edward Gaming đã giăng sẵn chờ Quỷ Vương. Ngay lập tức, Pon cùng huấn luyện viên Aaron đã mỉm cười, không ngừng nói nice và khóa lại Morgan, khắc chế cứng của LeBlanc ở đứng giữa.
hạn chế được phần lớn sức mạnh của Leblanc buộc Faker phải luôn ở đường giữa. EDG nhân cơ hội tổng tấn công xuống cánh dưới SKT. Sau 6 phút, Klerlup đã 2 lần xuống khu vực bot và lấy đi 3 mạng hạ gục của đối thủ. Ngược lại, Leblanc của Faker dù bị khắc chế nhưng trong thời đỉnh cao phong độ, Quỷ Vương vẫn có thể tự tạo ra khoảng trống và đảo lên đường trên, lấy mạng của Koro. Pha giao tranh lớn đầu tiên diễn ra ở phút 12 khi Faker bị giảm rất nhiều sức mạnh bởi Morgana trong tay Pawn, nhưng khả năng đánh giao tranh chuẩn chỉ hơn giúp SKT giành thắng lợi với 2 điểm hạ gục. Sung sướng chưa được bao lâu, chỉ 5 phút sau đó, Edward Gaming đại thắng trước SKT ở đường trên. Bang với Urgot có một pha chiều cuối rất sai lầm và sớm nằm xuống khiến SKT không còn nguồn sát thương chủ lực nữa. Marin và Faker cũng nhập cuộc rất chậm trong pha này, trực tiếp làm EDG vượt lên dẫn trước. Tại hang rồng phút 19, Faker lại dành cho Dev sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, nhưng chừng đó không đủ để SKT chống cự trước thế tấn công như vụ bão của EDG. Kể từ phút 20, mọi pha đánh nhau đều là giao tranh lớn và kết cục có lợi dành cho nhà vô địch Trung Quốc. Phút 22, EDG cho thấy đội hình của họ có khả năng chăm sóc Faker tốt như thế nào khi tắt điện hoàn toàn Leblanc, dễ dàng xả hết sát thương đánh bại 4 thành viên SKT. Phút 26, Faker, người chưa nằm lần nào và đang là niềm hy vọng duy nhất của SKT, đã nỗ lực để gỡ gạc lại thế trận cho đội nhà. Quỷ Vương đã bổ sung Meiko vào danh sách nạn nhân, nhưng vì tự tin và sức mạnh của sách chiêu hồn, Faker tiếp tục truy đuổi tàn dư EDG cho đến khi Leblanc bị bắt lại bởi Maokai, sau đó nằm xuống trước sát thương khổng lồ của Morgana và Sevier. Viễn cảnh SKT hùng mạnh thất trận đã rõ ràng. Nhưng bản lĩnh cao cường chưa cho phép SKT buông xuôi. Phút 33, đại diện Hàn Quốc chống đỡ thành công đợt hãm thành của EDG mà không bỏ lại mạng nào. Những nỗ lực của SKT chỉ giúp họ kéo dài ván đấu thêm 3 phút. Tại pha giao tranh cuối cùng tại hàng Baron, Faker đã nhanh chóng bị cả đội hình của EDG hợp lực hạ gục, kéo theo sự sụp đổ của siêu sao sáng giá nhất, lần lượt từng thành viên SKT nằm xuống. Cú quét sạch đầy mãn nhãn đã kết thúc trận chung kết MSI kịch tính nhất lịch sử giữa SKT vĩ đại và Edward Gaming, biệt đội hạ bệ kẻ vĩ đại kia. Trận đại chiến kinh điển khép lại lập ra rất nhiều cột mốc đáng nhớ cho lịch sử Liên minh Huyền Thoại. Sau một thời gian rất dài chờ đợi, cuối cùng Trung Quốc, khu vực có tình yêu mãnh liệt bậc nhất dành cho Liên minh Huyền Thoại, đã được hưởng cảm giác vô địch thế giới. Nhưng thật trớ trêu làm sao khi EDG lại trở thành vua của những vị vua nhờ sự có mặt của hai chiến binh người Hàn. Niềm vui chiến thắng của EDG lại là nỗi buồn thất trận cho SKT, đó là lần đầu tiên đế chế áo đỏ thua cuộc trong một trận chung kết. Faker cũng sụp đổ hoàn toàn khi vị tướng bất khả chiến bại của anh lại bị chấm dứt chuỗi thắng ở thời điểm nghiệt ngã nhất. Đó là mùa giải rất tệ cho Faker khi anh thường xuyên phải ngồi dự bị, để rồi trong trận đấu quan trọng nhất, Quỷ Vương cũng không thể đưa SKT đến ngôi vô địch. Trong màn phỏng vấn sau trận, Pawn, người trực tiếp đưa Faker vào bẫy đem cúp về Thiên Triều, đã tự tin tuyên bố rằng anh chỉ cần 70% công lực để hạ bệ Quỷ Vương. Pha trả lời phỏng vấn đỉnh cao này đã đi vào ngôi đền huyền thoại và được dư luận nhắc đến cho đến tận ngày nay. Nhưng bên cạnh danh xưng kẻ diệt thần Pawn cũng được nhớ đến như triệu hồi sư với khả năng phục sinh sức mạnh Quỷ Vương. Kể từ sau pha tuyên bố 70% công lực nổi tiếng đó, Pawn dường như đã đánh thức con quỷ thật sự trong Faker, khởi đầu thời kỳ ác mộng mà một tay Quỷ Vương đàn áp cả thế giới. Một chung kết thế giới 2016 được tổ chức trên đất Mỹ, cái nôi của Liên minh Huyền Thoại, đồng thời cũng là khu vực có văn hóa mộ và cổ vũ eSports cuồng nhiệt bậc nhất. Vì thế không hề khó hiểu khi giải đấu Liên minh Huyền Thoại danh giá nhất năm đó được sắp xếp tổ chức ở 4 thành phố sầm uất khác nhau của nước Mỹ và đón nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Về mặt chuyên môn, 2016 cũng là một năm quy tụ rất nhiều cái tên xuất sắc trên thế giới Liên minh Huyền Thoại. Ở đó có ROX Tigers, đội tuyển được yêu thích nhất thế giới. Đối thủ lớn cạnh tranh trực tiếp với ROX trong ngôi vô địch chắc chắn là SKT, các khổng lồ vừa đánh bại chính Tigers một năm trước để hủy diệt chung kết thế giới 2015. Họ đã lần lượt loại những đại diện rất mạnh đến từ Trung Quốc ở vòng tứ kết để cùng nhau chạm trán một lần nữa trong trận bán kết. Và ở trận đấu mà dư luận cho rằng là chung kết sớm của mùa giải năm đó, SKT đã ngược dòng và giành chiến thắng ngoạn mục trước ROX Tigers nhờ sự xuất sắc bất ngờ của God Benji. Đến nay, trận siêu kinh điển năm nào vẫn được đánh giá là trận đấu Liên minh Huyền Thoại hay nhất lịch sử. Có được chiến thắng trong trận chung kết sớm, tưởng rằng SKT sẽ dễ dàng chạm cả hai tay vào chức vô địch, nhưng không phải, vì chỉ vài ngày sau đó, đế chế áo đỏ lại phải đối diện với một thách thức khổng lồ khác chắn giữa họ và chiếc cúp. Bất ngờ thay, chướng ngại đó là Samsung Galaxy, nhà cựu vô địch thế giới mà thậm chí không ai nghĩ sẽ xuất hiện tại chung kết thế giới 2016. Sau khi lơ ngôi vương ở chung kết thế giới 2014, nhà Samsung đã nói lời chia tay với toàn bộ đội hình đó. Trong suốt một năm dài tiếp theo, Samsung Galaxy thậm chí còn phải vật lộn ở nhóm trụ hạng. Nhưng cho đến khi gắn kết được một bộ khung mới tương đối chất lượng, Samsung Galaxy đã trở lại đường đua vào nửa sau mùa giải năm 2016. Mặc dù vậy, việc Samsung Galaxy thành công có mặt ở chung kết thế giới năm đó gần như là một điều bất khả thi, ngay cả những tuyển thủ trong đội cũng cảm nhận được. Thi đấu tương đối tốt để có một vé chơi ở trong vòng loại khu vực, nơi sẽ giúp Samsung Galaxy được đến chung kết thế giới nếu họ giành chiến thắng. Nhưng đối thủ cuối cùng của Samsung trong vòng đấu này lại là KT Roster, đội vừa là đương kim Á quân LCK mùa hè. Đối đầu với một đội vừa giành hạng nhì chung cuộc cách đó không lâu, không ai nghĩ rằng Samsung có thể giành được chiến thắng. Sự thật là KT Roster đã xuất sắc vượt lên dẫn trước 2-1 và chỉ còn cách chung kết thế giới đúng một lần phá hủy nhà chính nữa. Nhưng bằng sự kiên cường đến khó tin, Samsung Galaxy đứng vững trước sức ép từ KT và lộ ngược dòng bằng hai chiến thắng liên tục vô cùng đẳng cấp. Từ những suy nghĩ rằng đấu trường thế giới chỉ là một giấc mơ hão huyền, những thành viên Samsung cuối cùng vỡ òa trong cảm xúc sau khi đánh bại KT Roster đầy suýt soát, và đó cũng là tấm vé đưa họ đến thẳng chung kết thế giới trên đất Mỹ.
chỉ là hạt giống số 3 của khu vực Hàn Quốc, Samsung Galaxy bị những lá thăm xếp vào bảng tử thần ở chung kết thế giới năm đó, đối đầu với hai đội hình Dream Team rất mạnh là Royal Never Give Up và Team Solomid. Nhưng bất ngờ thay, chính Samsung Galaxy mới sở hữu thành tích xuất sắc nhất sau khi kết thúc vòng bảng. Chỉ với một thất bại duy nhất trước TSM và 5 chiến thắng tuyệt đối, Samsung Galaxy hiên ngang bước vào vòng playoff bằng vị trí nhất bảng tử thần. Phong độ thi đấu thăng hoa của Samsung khiến rất nhiều khán giả theo dõi phải tỏ ra bất ngờ, nhưng dường như thần may mắn cũng luôn đồng hành cùng sự xuất sắc của đội tuyển áo trắng. Sau khi nhận được kết quả bốc thăm, một vị trí trong trận chung kết gần như chắc chắn đã được dành cho Samsung Galaxy khi Ambition và đồng đội chỉ phải gặp gỡ Cloud9 ở tứ kết. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đối thủ tiếp theo của Samsung sẽ là H2K và đó như là một chướng ngại quá dễ dàng dành cho đại diện Hàn Quốc. Ở thời điểm mà ngay cả hạt giống số 3 của LCK cũng dễ dàng hủy diệt bảng tử thần, thì những đội tuyển đến từ phương Tây chắc chắn sẽ không có một cơ hội nào. Đúng như dự đoán, hai thắng lợi gọn gàng 3-0 liên tiếp giúp cho Samsung Galaxy thành công góp mặt ở chung kết. Từ vị thế là một đội chẳng ai dám tin sẽ đặt chân đến đấu trường chung kết thế giới, nhưng nay cựu vương Samsung đã đi một hành trình kỳ diệu đến thẳng trận chung kết, nơi họ sẽ có cơ hội rất lớn để nâng cao chức vô địch. Nếu như đối thủ của Samsung Galaxy không phải là SKT, kẻ vừa chứng minh sức mạnh tuyệt đối sau khi đánh bại nhà vô địch LCK Rocks Tigers trong trận chung kết sớm. So với hành trình tương đối dễ thở của Samsung, SKT đã trải qua những thử thách khó khăn nhất để có thể góp mặt trong trận chung kết. Bảng đấu mà SKT rơi vào không hề dễ dàng khi quỷ vương Faker và đồng đội phải đối diện với thần chết của Hàn Quốc, Flapwurst, huyền thoại. Sau đó, SKT tiếp tục lần lượt chạm trán Royal Never Give Up và Rocks Tigers, hai đối thủ mạnh nhất trong vòng playoff. Nhưng với bản lĩnh nhà đương kim vô địch, đoàn quân của thầy Koma vẫn có thể dễ dàng đả bại Uzi và dập tắt Rocks Tigers hùng mạnh ngay cả khi nhà thi đấu đang gầm rú phía sau lưng bảy hổ. Trong con mắt của hầu hết mọi người hâm mộ, SKT là một đối thủ quá mạnh so với Samsung Galaxy, dù cho cả hai sẽ đụng độ nhau ở trận chung kết thế giới, trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Trong không khí cuồng nhiệt của Staples Center, SKT T1 và Samsung Galaxy bước lên vũ đài sẵn sàng long tranh hổ đấu trong ngôi vô địch thế giới danh giá. Đối với Samsung Galaxy, đây là cơ hội để mọi thành viên trong đội lần đầu chạm tay đến vinh quang cao quý nhất của Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp. Đối với SKT, đơn giản mục tiêu của họ là san bằng thế giới một lần nữa và trở thành đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử với tổng cộng 3 chiếc vô địch thế giới, trong đó có 2 lần lên ngôi liên tiếp. Ở vị trí đường trên, nơi được đánh giá là kém nổi bật nhất đối với cả hai đội, nhưng này có lẽ không còn ai có thể phán xét những màn trình diễn xuất sắc của Duke lẫn QV trong những trận đấu trước đó nữa. Đối với Duke, không quan trọng lối đánh chơi với lính của anh nhàm chán như thế nào, quan trọng là anh đã giành thắng lợi chung cuộc trước những huyền thoại đường trên như Looper hay Smap. Còn QV, người thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả Duke, nhưng anh cũng đã hạ gục một nhà cựu vô địch thế giới là Impact ở vòng tứ kết. Tất cả cho thấy kèo đầu đường trên trong trận chung kết này vẫn vô cùng hấp dẫn. Trong khu rừng không còn gì phải phân tích dài dòng cả, vì ở đó đang được chấn giữ bởi Benji và Ambition, hai lão làng xứng tầm huyền thoại của khu vực Hàn Quốc. Khu vực đường dưới có lẽ là nơi cân bằng về sức mạnh nhất. Bang cùng với Wolf chắc chắn được đánh giá như cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất thế giới sau khi Uzi Mata và Prey Gorilla bị loại khỏi đường đua. Nhưng ở phía bên kia, Ruler và Core JJ cũng không phải tay vừa khi họ vừa đi một mạch từ đội hạng chung giải LCK đến tận chung kết thế giới. Cuộc đối đầu cá nhân đáng quan tâm nhất trong trận chung kết này chắc chắn là ở đường giữa, nơi quỷ vương bất tử Faker sẽ chạm trán kẻ thách thức Crown. Ở thời điểm đó, xếp ngay sau Faker chắc chắn là Crown. Boy One Charm Victor đáng sợ đến mức khi còn thi đấu tại LCK, đội tuyển nào cũng giành một lượt cấm Victor mỗi khi đối đầu với Samsung. Đồng thời, màn trình diễn của Crown trong giai đoạn chung kết thế giới trước đó cũng vô cùng xuất sắc, khiến cho giới chuyên môn đánh giá rất cao năng lực của Crown, thậm chí có thể phần nào đó sánh ngang vai với Faker, nhưng có lẽ quỷ vương không nghĩ như vậy. Ngay ở ván đấu mở màn, SKT đã tự tin thả luôn Victor vào tay Crown, trong khi Faker lựa chọn một trong những pháp sư mà anh sử dụng tốt nhất, Orianna. Những vị trí còn lại của hai đội đều dùng các tướng phù hợp meta nhất thời điểm đó với đường trên chống chịu và đường dưới có khả năng cấu rỉa máu tốt, dĩ nhiên Miss Fortune trong vai trò hỗ trợ bị cấm. Đúng như dự đoán với một trận đấu giữa hai đội Hàn Quốc truyền thống, cả Samsung và SKT đều có ý định hòa hoãn với nhau trong suốt nửa đầu thời gian. Trước phút 15 chỉ có 4 tình huống tấn công xảy ra và tất cả đến từ bộ đôi mid rừng của hai bên. Crown với vị tướng thủ Victor xuất sắc đã có một pha hạ gục quỷ vương, trừng phạt sự tự tin của đối thủ. Nhưng mối liên kết giữa Faker và Benji vẫn là một món vũ khí quá đáng sợ của SKT, thể hiện bằng tình huống phối hợp tấn công ở phút 14. Liên tục trong hơn 20 phút đồng hồ sau đó, không có thêm một mạng hạ gục nào, nhưng SKT là đội có lợi thế với lượng chỉ số farm vượt trội ở mọi vị trí, dẫn đến khoảng cách khổng lồ 5 trụ và 11.000 tiền chênh lệch. Ván đấu gần như đã nằm chắc trong tay SKT sau khi Faker có một pha xoáy xuất sắc ở phút 43, khiến chủ lực Ruler của Samsung lóng ngóng mất mạng. Nhưng nỗ lực phòng ngự kiên cường của những thành viên áo trắng còn lại, đặc biệt là Crown, vẫn giúp Samsung kéo dài trận đấu trước bùa Baron từ đối thủ. Sau đó 3 phút, Samsung có một pha giao tranh tổng vô cùng mãn nhãn để xuất sắc hạ gục 3 mũi nhọn bên phía SKT. Dù vậy, việc chống chọi với quá nhiều lính siêu cấp khiến Samsung không thể có khoảng trống lật ngược thế trận. Và rồi ở pha giao tranh cuối khi trận đấu đã kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, vẫn là Faker sắm vai người hùng cho SKT bằng tình huống chủ động tiến lên cao và hạ gục Crown đầy bất ngờ cũng như lấy rất nhiều máu của Ruler. Mất đi hai nguồn sát thương quan trọng nhất chỉ trong một tích tắc, Samsung cuối cùng đã không thể chống cự trước SKT nữa. Nhà đương kim vô địch thế giới mở thành công tỷ số trận chung kết.
Bước vào phần cấm chọn ván 2, hai đội về cơ bản đã thay đổi ý đồ đội hình một chút khi bổ sung thêm nhiều nguồn sát thương và khả năng giao tranh tổng hơn với Gna trong tay Duke cùng Kennen đến từ QV. Cặp đấu đáng mong chờ nhất vẫn là Faker và Crowd đứng giữa. Faker quyết định rằng trận chung kết này đủ quan trọng để Quỷ Vương phải có lần hiếm hoi sử dụng skin, và đó là SKT T1 Rise, trang phục của chính Faker. Để có thể đương cự với Faker dùng tướng tủ, Crowd đã chọn Cassiopeia, một tướng phần nào đó để khắc chế Rise. Trái ngược với ván 1, thế trận ván 2 diễn ra rất nhanh với sự chủ động mở giao tranh và chơi cởi mở hơn từ cả hai đội. Tình huống tấn công đầu tiên diễn ra ở phút thứ 9 khi hai bên đó được một mạng. Liên tiếp trong nhiều pha thi đấu sau đó, hai đội đều tổ chức đánh mạnh ra hai cánh, nhưng dường như SKT mà đặc biệt là con bài Rise của Faker lại di chuyển cùng đội hiệu quả hơn hẳn Cassiopeia Crown. Những tình huống đánh nhau nhỏ lẻ thắng lợi liên tục ở hai đường cánh giúp cho SKT lăn thành công quả cầu tuyết và ngày càng bỏ xa đối thủ. Nhờ đó, nhà đương kim vô địch dẫn trước 5.000, 7.000 và đạt con số tử thần 10.000 tiền ở phút 28. Trước đó là bùa lợi Baron hết sức dễ dàng ở phút 26. Khác với ván 1, lần này Samsung đã không thể gây khó dễ cho Benji và đồng đội nữa. Chỉ trong 3 phút sau, SKT dễ dàng chuyển hóa sức tấn công như vũ bão thành thắng lợi. Tỷ số là 2-0 với sức mạnh quá khủng khiếp từ SKT khi Faker và Duke kết thúc ván đấu bằng không một lần nằm xuống. Chiếc vô địch thế giới một lần nữa lại ở rất gần với SKT, ngưỡng cửa lịch sử đã nằm trước mắt các chiến binh áo đỏ. Ở thế đã dựa lưng vào chân tường, các thành viên Samsung Galaxy không còn gì để mất nữa. Trong ván thứ 3, Ruler quyết định dùng Ezreal để đấu với ông trùm Ezreal Bang, trong khi Crown mang ra dòng thần Aurelion Son. Có vẻ như sự thay đổi của Crown và Samsung không mang lại hiệu quả. Lựa chọn Aurelion Son để thực hiện chiến thuật di chuyển nhiều ra hai đường cánh, nhưng SKT mới là bên chiếm được hoàn toàn lợi thế trong giai đoạn đầu. Pha thi đấu lỗi của Samsung ở đầu trận kéo theo đó là hàng loạt tình huống tổ chức tấn công rất xuất sắc từ SKT, khiến quả cầu tuyết một lần nữa được lan mạnh. Đến phút thứ 25, Samsung vẫn chưa thể lấy được một mạng nào từ SKT trong khi chênh lệch tiền đã gần con số 10.000. Mặc dù cũng ra sức phòng thủ rất kiên cường, nhưng khi khoảng cách vàng đạt đến mức tử thần cộng thêm lượng farm và trang bị chênh lệch ở tất cả vị trí, Samsung gần như chắc chắn sẽ phải nhìn SKT nâng cao cúp vô địch thế giới với chiến thắng 3-0 trắng. Nhưng bước ngoặt đã xảy ra ở pha ăn Baron đầu tiên của trận đấu khi Ruler và Ambition trừng phạt thành công lỗi vị trí của Bang để ngăn chặn bùa lợi từ đối thủ. Nhờ đó Samsung mới là bên có được Baron để rút ngắn nhiều khoảng cách tiền. Trở lại cạnh tranh cân bằng với SKT, tập thể Samsung liên tục giao tranh có lợi và có lợi thế 4 dòng nguyên tố báo hiệu một trận đấu sẽ kéo dài đến mức nghẹt thở. Mặc dù SKT ăn thành công dòng ngàn tuổi, nhưng họ lại quá chủ quan khi tự tin giao tranh tiếp sau khi có được bùa lợi Baron ngay kế đó. Pha dướn đánh nhau này của SKT đã bị Ruler trừng phạt với 3 mạng chủ lực nằm xuống. Nhưng tuy thế, thế thượng phong vẫn không nằm ở phía một đội nào cả. Thế trận căng thẳng cứ tiếp diễn với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng liên tục cho đến khi số phút thi đấu đã vượt qua một tiếng đồng hồ. Bước ngoặt cuối cùng xảy ra ở tình huống ăn rồng ngàn tuổi phút 67 mà SKT đang có lợi thế hơn người. Thế nhưng, một mình Ambition đã xuất sắc trừng phạt cướp rồng ngay trước mũi bộ đôi quỷ thần Faker và Benji, giúp Samsung vượt lên trở thành đội chủ động. Với rồng ngàn tuổi và sau đó là bùa lợi Baron, Samsung đã không hấp tấp như SKT để kết thúc ván đấu dài hơi ở phút 71. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống còn 1-2 và SKT sẽ phải cố gắng thêm ít nhất một ván nữa để nâng cúp, trong khi Samsung vẫn còn cơ hội. Nhà thi đấu hôm đó dường như cũng đã cảm nhận được sức nóng trận chung kết sẽ còn được đẩy cao hơn nữa. Trước sự phản kháng và lối đánh kiên cường rất khó chịu của Samsung, SKT quyết định tung người đi rừng trẻ Black vào sân nhằm tạo ra luồng gió mới. Ngay lập tức Black chọn sử dụng Zac, một tướng rừng tương đối dị. Có lợi thế tâm lý từ chiến thắng ngược dòng 10.000 tiền ở ván trước, tập thể Samsung trong ván 4 đã thi đấu chủ động hơn hẳn. Nhưng ngược lại, Black trẻ tuổi cũng là một tuyển thủ ưa thích chơi tấn công và cũng mang lại hiệu quả không kém đối thủ. Ván thi đấu thứ 4 là một ván vô cùng hấp dẫn với liên tục những tình huống trả đũa qua lại từ cả hai đội. Thậm chí nhiều tình huống giao tranh còn diễn ra rất tùy biến mà không hề có sự tính toán trước thường thấy ở các đội Hàn Quốc. Nhưng SKT bằng một cách nào đó vẫn là đội nắm được lợi thế. Cho đến tình huống giao tranh trước thềm Baron ở phút 32, chiến thần QV với vị tướng Kennen đã có một pha bọc hậu vô cùng hiệu quả để làm bốc hơi 3 thành viên SKT lên bảng ngay lập tức. Lợi thế hơn người quá lớn giúp Samsung dễ dàng ăn thành công bùa lợi Baron và chính thức vượt lên dẫn trước đối thủ. Nhưng nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Bang Wolf, SKT vẫn có thể cầm cự trước Samsung thêm một thời gian khá dài nữa. Ở tình huống Baron thứ hai, lại là QV bắt lẻ được Faker trong một nốt nhạc, giúp bùa lợi dễ dàng nắm trong tay Samsung, nhưng cũng lại là Bang sau đó đã hạn chế được phần nào lợi thế từ đối thủ. Dù vậy, Samsung trong ván đấu này đã đẩy mạnh lợi thế rất tốt. Tới thời điểm phút 45 đến lượt Crown tỏa sáng khi chủ động tiến lên hạ gục Faker ngay trong căn cứ đối thủ như cách Quỷ Vương đã làm với anh ở ván 1. Nhờ đó Samsung đã có thể phá hủy nhà chính của SKT và quân bình tỷ số trận chung kết thành 2 đều. Thắng lợi này của Samsung khiến trận chung kết trở về con số 0 và bỗng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử, trận đấu cuối cùng của chung kết thế giới tiến đến ván 5 và mọi ánh nhìn dường như đang đổ dồn vào sinh kinh điển giữa SKT T1 cùng với Samsung Galaxy. Đội tuyển áo trắng tưởng chừng đã bị quét sạch 3-0 nhưng lại chiến đấu vô cùng kiên cường bằng cả linh hồn để gỡ hòa thành công. Giờ đây chính họ mới có lợi thế để lên ngôi vô địch và đạp đổ triều đại của SKT. Bước lên ván đấu quyết định, hai đội đều trở về với kiểu đội hình an toàn nhất như ở ván mở màn, cùng với sự quay lại của Benji trong khu rừng SKT. Crown một lần nữa sử dụng Cassiopeia, trong khi Faker dùng chính tướng tủ Victor của đối thủ để thi đấu trận quan trọng nhất năm.
Trở về điểm xuất phát, mấu chốt của ván đấu luôn là ở bộ đôi rừng và đường giữa. Trong những phút đầu tiên, Benji và Ambition đã hoạt động rất năng nổ. Áp lực từ Benji mang về cho SKT 3 điểm hạ gục. Ở phía ngược lại, Ambition cũng trao cho Samsung lợi thế 4 mạng. Trận đấu một lần nữa ở trong thế giằng co vô cùng căng thẳng khi cả hai bên tấn công liên tục, có mạng hạ gục liên tục nhưng lợi thế không thực sự dành cho một bên nào cả. Dù Faker có chỉ số farm cùng KDA rất tốt nhưng ở phía Samsung, Crowd cũng chỉ sở hữu điều tương tự và Ruler thậm chí còn vượt trội hơn Bang khá nhiều. Bằng sự tỉnh táo và chắc chắn đến bất ngờ, Samsung Galaxy đã trừng phạt những lỗi vị trí từ SKT và liên tục giao tranh có lợi trước đối thủ một cách rõ ràng. Nhưng rồi chỉ từ một tình huống sai lầm tai hại khi mà Ruler lại quá tự tin vào khả năng bảo kê của Core JJ và bật kiếm Yomu chạy thẳng đến trước đội hình SKT. Động thái này ngay lập tức bị đội áo đỏ trừng phạt và người phải trả giá cho sai lầm của Ruler là Core JJ. Nhờ đó SKT dễ dàng ăn thành công bùa lợi Baron đầu tiên và ngay lập tức tận dụng tiếp lỗi vị trí của Crown để lấy luôn bùa lợi dòng ngàn tuổi sau đó. Có được hai nguồn sức mạnh lớn nhất bản đồ, không khó để SKT chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn ván đấu. Samsung dường như cũng đã quá thận trọng trong ván đấu quyết định, khiến màu áo trắng không dám mạo hiểm tranh chấp mỗi khi SKT ăn mục tiêu. Và thế là sau một lần nữa ăn đôi được Baron và dòng ngàn tuổi, SKT đã điểm giờ tử cho Samsung. Ở phút 48, SKT tiến vào căn cứ Samsung một lần cuối cùng, dễ dàng quét sạch đối thủ và phá tan luôn nhà chính chỉ trong một phút. Trận chung kết trong mơ đầy căng thẳng nghe thở đến tận giây cuối cùng của ván năm đã kết thúc với tỷ số chung cuộc 3-2 dành cho SKT. Sau một năm dài, ngôi vương Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa thể đổi chủ khi mà SKT T1 đã quá thần thánh ở mùa giải chung kết thế giới năm đó. Quỷ Vương và đồng đội phải đụng độ Royal Never Give Up ở tứ kết, chiến đấu với Rocks Tigers và hàng ngàn khán giả phía sau lưng trong trận chung kết sớm và cuối cùng đả bại Samsung để suýt soát để lên ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp. Bị đẩy đến cực hạn tận hai lần chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng vẫn trỗi dậy nhờ sức mạnh quá khủng khiếp, SKT T1 xứng đáng là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất lịch sử với kỷ lục 3 chiếc cúp chung kết thế giới. Chiến tích đó cũng ghi đậm dấu ấn cá nhân của Quỷ Vương Faker và cánh tay phải Benji. Tuy không có màn trình diễn đẳng cấp vũ trụ như ở trận đối đầu Rocks Tigers, nhưng nếu không có Benji trong trận chung kết, có lẽ SKT đã mất chức vô địch. Còn đối với Faker, danh hiệu MVP đã nói lên quá rõ sự xuất sắc của Quỷ Vương. Đến nay, chung kết thế giới 2016 vẫn là mùa giải đỉnh cao nhất của Faker, nơi Quỷ Vương bất tử đã vượt xa hoàn toàn phần còn lại. Ở phía bên kia chiến tuyến, dù thua trận trước một đế chế cực kỳ hùng mạnh như SKT, nhưng nỗi buồn thua trận của Samsung vẫn lớn khôn xiết. Đặc biệt là Crowd, đường giữa đã chơi hay đến mức được so sánh với cả Faker mùa giải năm đó. Nhưng sau thất bại, khi nhận ra bản thân vẫn chưa là gì khi đứng trước cái bóng quá lớn của Faker, đó là lúc Crowd suy sụp nhất. Nhưng cũng từ thất bại đau đớn này mà Crowd và các đồng đội Samsung Galaxy mới có động lực to lớn để trở lại chung kết thế giới một lần nữa, mạnh mẽ hơn vào mùa năm sau. Trên đất Trung Hoa, Samsung đã thành công hạ gục SKT 3-0 trong trận chung kết tái đấu và có được chiếc vô địch thế giới cho riêng mình, một cái kết quá đỗi ngọt ngào dù khởi đầu từ bi kịch của sự thất bại. Kể từ khi Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc bắt đầu phát triển mạnh và lần lượt từng đội tuyển từ khu vực này thâu tóm các danh hiệu quốc tế, hầu như mọi đối thủ trên thế giới đều muốn tìm mọi cách để hạ gục LCK. Trung Quốc đã làm mọi giá để lôi kéo các ngôi sao người Hàn về khuôn khổ giải LPL và cũng phần nào đó cố gắng học hỏi theo lối chơi kiểm soát của kình địch. Họ sau nhiều năm thất bại vì hướng đi này, cuối cùng cũng đã có được những thành công khi Royal Never Give Up và Invictus Gaming thay nhau thống trị thế giới năm 2018. Thế nhưng, chiếc vô địch cao quý nhất của LPL lại ghi dấu ấn hai siêu sao Hàn Quốc, đó là The Shy và Rookie. Đồng thời, cách để Trung Quốc chiến thắng mùa chung kết thế giới đó là chơi bằng chính bản sắc của họ, chứ không còn theo bóng người Hàn nữa. Với châu Âu, khu vực xếp ngay sau Hàn và Trung cũng là tình cảnh tương tự. LCS EU đã từng có khoảng thời gian ra sức sao chép theo các đội xứ sở kim chi và thường xuyên chơi với hai phép dịch chuyển. Khi đó, những trận đấu quốc nội diễn ra với thời gian trung bình dài đến nhàm chán. Trong khi ở đấu trường quốc tế, các đại diện châu Âu cũng để lại dấu ấn bằng những màn trình diễn ấn tượng. Nhưng với người hâm mộ lục địa già cần nhiều hơn thế, họ muốn một chiếc vô địch lớn lại trở về với nơi Liên Minh Huyền Thoại thế giới đã bắt đầu. Và từ 2019, lịch sử đã thay đổi mãi mãi. Sau khi mùa giải năm 2018 kết thúc, vị vua tối cao LCK không còn ở trên đỉnh nữa. Riot đã thay đổi trò chơi của chính họ sang thiên hướng ngày càng nhanh hơn, đòi hỏi người chơi phải chủ động tấn công sớm nếu không muốn đối thủ đi trước một bước và lăn quả cầu tuyết. Vì thế, người Hàn không còn duy trì được lối thi đấu đặt nặng tính kiểm soát và đánh giao tranh về sau của họ nữa. Phong cách đó từng là niềm tự hào giúp Hàn Quốc thống trị Liên Minh Huyền Thoại một thời gian dài, nhưng những thất bại nặng nề trong năm 2018 đã chứng minh rằng sự chậm chạp đang dần giết chết người Hàn. Và dù vậy, đó là một năm mà SKT đang trong thời kỳ suy thoái và không thể tham dự một giải quốc tế nào. Khi thua trận đau đớn tại chung kết thế giới ngay trên sân nhà, người hâm mộ Hàn Quốc lại nhung nhớ đến SKT, niềm tự hào của LCK, đội tuyển luôn làm nước nhà hãnh diện với 3 lần nâng cúp vô địch thế giới. Vào mùa giải năm 2019, SKT đã trở lại đường đua một cách mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong lịch sử, đế chế áo đỏ tập hợp một đội hình toàn sao xoay quanh Faker thay vì ưu tiên sử dụng các tuyển thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. Đó chắc chắn là một trong những dàn lực lượng khủng nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Về cơ bản, SKT khi đó không phải một đội tuyển đổi mới. Họ không thường chủ động tấn công và triển khai lối chơi sớm. Thay vào đó, SKT vẫn tỏ ra là một đội mang đậm chất Hàn Quốc khi có thể đánh giao tranh cực mạnh nhờ trình độ đẳng cấp thế giới của năm siêu sao. Dù lép vế hơn Griffin, đội Hàn Quốc hiếm hoi theo đuổi lối chơi tấn công trong phần lớn mùa giải, nhưng khi tái ngộ ở chung kết LCK, SKT dễ dàng hạ gục đối thủ 3-0 để bước lên ngôi vô địch quốc nội. Với sự trở lại của SKT ở giải đấu quốc tế MSI 2019, người hâm mộ Hàn Quốc lại có quyền hy vọng vào viễn cảnh LCK phục hưng vị thế chùm cuối.
Cùng lúc đó, ở xa về phía Tây, Liên minh huyền thoại châu Âu cũng đang có một mùa giải đầy hứa hẹn. Giống như SKT, người hâm mộ lục địa già cũng có đứa con cưng của họ, chính là G2 Esports. Sau một năm 2018 thành công bất ngờ khi lọt đến top 4 thế giới, Samurai đen trắng đã quyết định mạnh tay chuyển nhượng nhằm hướng đến tham vọng chinh phục thế giới. Dù đã sở hữu người chơi đường giữa số 2 châu Âu là Perks, G2 vẫn chọn chuyển anh xuống vị trí xạ thủ và thay thế bằng mid laner số 1, hoàng tử Tây Phương Caps. Nhưng có Messi và Ronaldo trong cùng một đội, G2 sau đó dễ dàng hủy diệt phần còn lại của LEC mùa xuân. Họ hạ gục Origin 3-0 trong trận chung kết nhanh nhất lịch sử châu Âu, qua đó có một vé đại diện khu vực tham chiến tại MSI. Sau những thành tích khả quan tại chung kết thế giới 2018, người hâm mộ LEC có cơ sở khi tiếp tục đặt trọn niềm hy vọng vào G2 Esports, nhất là khi lần này đại diện châu Âu mang ra thế giới một siêu đội hình rất mạnh, thừa khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Dù còn phải đối đầu với hàng loạt đối thủ mạnh khác, nhưng có lẽ màn trình diễn của SKT và G2 ở vòng bảng MSI năm đó mới được chú ý hơn cả. Một là đội tuyển phương Đông nổi tiếng nhất, một là niềm tự hào của lục địa già. Sau khi kết thúc giai đoạn đấu bảng vòng tròn, SKT là đội đứng nhì với thành tích tương đối tốt, 7 chiến thắng và 3 trận thua. Faker cùng đồng đội đã ra tay hạ gục thành công tất cả mọi đối thủ, trừ G2 Esports. 2 trên tổng số 3 thất bại của SKT bất ngờ thay lại là trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Ở trận lượt đi, SKT đã gần như choáng ngợp trước lối chơi nhanh và mạnh ngay từ giai đoạn đi đường của đối thủ. Chỉ sau 26 phút, đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc đã bị G2 đả bại một cách chóng vánh. Tưởng rằng, ở trong trận tái ngộ lượt về, SKT sẽ phục thù thành công khi nắm bắt được điểm mạnh của đối thủ và triển khai cách đánh sớm y hệt nhằm bắt bài. Nhưng sự táo bạo từ G2 với con bài Pi đường trên đã nằm ngoài mọi tính toán của SKT. Ván đấu chỉ có thể giằng co thêm đến 35 phút trước khi các chất tướng tấn công quá khỏe của G2 lại hủy diệt SKT. Thành tích 5 thắng 5 thua vòng bảng không phải kết quả quá ấn tượng đối với một siêu đội hình như G2, đặc biệt khi các vua hề châu Âu còn để thua chủ nhà Phong Vũ Buffalo đến 2 lần. Nhưng chuỗi thành tích toàn thắng trước SKT luôn là một điểm sáng mà fan LEC có thể tựa vào và đặt sổ đỏ cho G2. Toàn thua trước đối thủ ở vòng bảng nhưng khi cùng nhau tiến đến playoff, SKT lại phải một lần nữa chạm trán G2 Esports. Đây sẽ được xem như trận chung kết sớm quyết định đội vô địch của mùa giải MSI năm đó, khi mà ở diễn biến tương tự, Team Liquid đã bất ngờ hất cẳng nhà đương kim vô địch thế giới Invictus ra khỏi giải. Không còn đối thủ mạnh nhất, đội giành chiến thắng trong trận siêu kinh điển giữa SKT và G2 sẽ 99% chạm cả hai tay vào chiếc cúp danh giá. Trận bán kết này sẽ diễn ra trên đất Đài Loan thay vì Việt Nam như vòng bảng, do đó những sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo fan Việt cũng mất đi. Ở nước ta, SKT là đội tuyển nước ngoài được yêu mến nhất, trong khi các thành viên G2 từ khi gia nhập đảng cũng không thiếu fan Việt hâm mộ. Dù giảm nhẹ tính cuồng nhiệt từ khán đài, nhưng SKT lẫn G2 đều cho thấy quyết tâm cực cao trong trận tái đấu. Như thường lệ, hai siêu đội hình hàng đầu thế giới vẫn ra sân với dàn lực lượng mạnh nhất có thể. Ngay trận đấu đầu tiên, SKT lẫn G2 đều tung ra những phong cách tinh túy nhất trên bản cấm chọn. Đại diện Hàn Quốc hướng đến khả năng giao tranh tổng bằng combo bộ tam Kennen, Javan và Lissandra ở cánh trên, trong khi Mata sẽ sử dụng Karma hỗ trợ cho tướng tủ Ezreal của Teddy tạo nên đường dưới siêu cấu rỉa. Phía bên G2 lập tức áp trả bằng những quân bài mạnh sớm ở rừng và đường trên, Caps khóa vào Morgana đường giữa nhằm phó tá Olaf, cũng như giảm hiệu ứng khống chế từ SKT, Perks và Mikis sử dụng Sonataric, bộ đôi hai hỗ trợ cực mạnh ở đường dưới khi đó với khả năng tận dụng lưỡi gươm đoạt thuật cùng sát thương về Lết khủng khiếp. Dù chọn một đội hình thiên mạnh về khả năng giao tranh tổng ở giai đoạn sau như Sona, nhưng G2 lại thường xuyên mắc những sai lầm di chuyển trong thời gian đầu trận. Ngay trước phút thứ nhất, Perks đã bị bộ đôi đường dưới SKT bắt lẻ trong rừng nhà và bất lực nằm xuống trước khả năng bắn Q chuẩn xác từ Teddy. Suốt nhiều phút thi đấu sau đó, G2 vẫn chủ động tấn công liên tục SKT trước như lối chơi đặc trưng của họ, nhưng đại diện Hàn Quốc đã rút kinh nghiệm từ những thất bại vòng bảng. Faker và đồng đội đã kháng cự thành công những tình huống vây hãm từ G2, thậm chí SKT mới là đội phản công để giành được lợi thế mạng hạ gục. Đặc biệt ở khu vực đường dưới, Teddy đang ngày càng vượt trội sức mạnh hơn bộ đôi Perks và Mikis. Tại khu vực cánh trên, SKT cũng đã tận dụng rất tốt chất tướng giao tranh của bộ ba tướng và liên tục phối hợp khai thác vào vị trí Wonder. Đến chỉ phút 13, khu vực đường trên của G2 đã tàn nát, báo hiệu chiến thắng ván một chuẩn bị nằm chắc trong tay của SKT. Ở phút 20, hai đội lần đầu giao tranh lớn với nhau, tuy vậy khoảng cách sức mạnh đã quá chênh lệch về phía SKT. Nhà vua Hàn Quốc dù chật vật trước sức chống cự của G2, nhưng cuối cùng vẫn là một pha đổi hai người để quét sạch hoàn toàn đối phương. Chỉ 3 phút sau, Clit cùng với Faker bắt lẻ thành công Caps ở rừng mùa đỏ G2, ép đại diện châu Âu phải đánh một pha giao tranh bất lợi nữa. Dĩ nhiên, thắng lợi và cú quét sạch lại dành cho SKT. Đặc biệt, đội tuyển logo đỏ không bỏ qua cơ hội để sớm kết thúc ván đấu, mở tỷ số loạt trận bán kết siêu kinh điển. Bước sang ván đấu thứ hai, SKT lẫn G2 đều thay đổi hoàn toàn đội hình với rất nhiều chất tướng mới. Caps cùng với Faker mang ra hai vị tướng đường giữa mạnh nhất meta khi đó là Akali và Silas. Jankos chơi vị tướng Anh rất ghét là Sejuani, trong khi Clit bất ngờ chọn Vayne. Ở đường dưới nhiều khả năng sẽ là cuộc hỗn chiến vì Perks mang ra Draven, còn Teddy Mata sử dụng Seiya và Rakan. Trận đấu diễn ra hòa hoãn cho đến phút thứ 5 khi hai người đi rừng cùng nhau tấn công xuống khu vực đường dưới. G2 là bên chủ động trước nhưng bộ đội SKT sẵn sàng phản công khi đã lấy được gần hết máu của Perks. Nhưng cuối cùng, G2 có được lợi thế lớn hơn với hai mạng hạ gục, còn SKT chỉ có được một. Trong vòng 20 phút liên tục sau đó, những nhà vô địch châu Âu và Hàn Quốc liên tục va vào nhau, ăn miếng trả miếng từng pha giao tranh trên mọi địa điểm của bản đồ. Các mạng hạ gục cứ chia đều cho hai đội và không ai thực sự có lợi thế. Bước ngoặt đầu tiên đã xảy đến ở tình huống đánh nhau giải hơi phút 20.
Marquez và Akali xuất sắc một mình cân cả bộ đôi đường dưới SKT. Sau đó, bốn thành viên còn lại của G2 tiếp tục đẩy mạnh khu vực đường giữa để lấy liền hai trụ bên phía SKT, khuyến mãi thêm hai mạng hạ gục bắt lẻ được Khan và Faker. Khi này, lợi thế đã nghiêng rất nhiều về G2 vì Draven trong tay Perks đang tích tiền to trong người và là một quả bom hẹn giờ. SKT cũng ra sức mở những pha giao tranh chống cự nhằm tìm kiếm sai lầm của G2 nhưng đều không thành công. Đến phút 27, pha giao tranh lớn nổ ra, G2 với sức mạnh và trang bị trội hơn đã lấy được 4 mạng hạ gục của SKT, sau đó dễ dàng ăn thành công bùa lợi Baron. Tận dụng bùa lợi lớn này, tập thể G2 bắt lẻ được Faker và dồn lực đẩy tan khu vực đường dưới của SKT. Dù đã lấy được một trụ bảo vệ nhà chính và mất Wonder, nhưng G2 vẫn có tham vọng muốn kết thúc luôn ván đấu. Sự lưỡng lự của nhà vô địch châu Âu giúp Khan có thời gian dịch chuyển ra phía sau và chuẩn bị một pha bánh mì kẹp thịt. Thế nhưng pha giao tranh tưởng chừng sẽ có lợi thế cho SKT lại trở thành một thảm họa. Tiểu Faker Caps với khả năng xử lý Akali điêu luyện của mình đã tự tay hủy diệt hoàn toàn SKT, mang về một pha Pentakill mãn nhãn. Ngay sau cú ăn 5 của Caps, G2 cũng dứt điểm luôn ván thi đấu, quân bình tỷ số 1-1. Trận đấu trở về vạch xuất phát, rất bất ngờ khi trong ván đấu bản lề, SKT lại lựa chọn những vị tướng có lợi thế đẩy đường sớm kết hợp cùng với Rek'Sai trong rừng. Ngược lại, đội hình G2 có thiên hướng kiểm soát, đánh về giai đoạn sau nhiều hơn. Sử dụng chính bản sắc châu Âu để chiến với G2, SKT đã chủ động tấn công dồn dập ở ván đấu này. Không khó để nhận thấy sự khác biệt đến từ người đi rừng trẻ tuổi của SKT, Clit. Cầm trong tay vị tướng Rek'Sai, Clit liên tục di chuyển khắp bản đồ và thực hiện những tình huống ganh thành công cho SKT. Đến pha giao tranh thứ 10, Clit góp dấu tên vật 6 trên tổng số 6 mạng hạ gục của SKT với 5 lần hạ sát và 1 lần hỗ trợ. Có được lợi thế đầu trận quá lớn, nhiệm vụ dành cho SKT sau đó chỉ là đẩy mạnh quả cầu tuyết, một điểm mạnh quen thuộc của các đội Hàn Quốc. Thế nhưng liên tục hai tình huống sau đó, những thành viên SKT đã bị bắt lẻ, khiến G2 có cơ hội gượng lại. Tuy thế, khi đã bừng tỉnh và lấy lại sự lạnh lùng vốn có, SKT sau đó hạn chế tối đa những mạng chết lẻ. Thay vào đó, bộ đôi Faker cùng Clit liên tục thi đấu rất xuất sắc, chủ động thực hiện liên tục các tình huống tấn công khiến G2 bị bóp nghẹt hoàn toàn dưới áp lực. Trước khi SKT quét sạch G2 sau một pha combat vô cùng căng thẳng, Faker và Clit đã có 5 pha ép đối thủ giao tranh thành công, giúp chênh lệch vàng giữa hai đội lên con số tử thần 10.000. Khi đã giành được Baron cùng với khoảng cách sức mạnh quá lớn, ván đấu trở nên rất dễ cho SKT. Ở phút 33, Teddy dẫn dụ thành công Zangkot, Caps và Mikit tấn công ở đường giữa. Đối phương rơi vào bẫy, SKT không mất chút sức lực để phản công để có được cả 4 điểm hạ gục. Trong lúc giao tranh vẫn còn đang diễn ra, Teddy cùng Khan đã lẻn vào đường dưới bị phá của G2 và phá tan căn cứ địch. Ván đấu bản lề thuộc về SKT, tỷ số trận bán kết đã là 2-1 và G2 chỉ còn duy nhất một cơ hội. Do chiến thắng áp đảo ở ván đấu trước, SKT tiếp tục tin tưởng vào bộ đôi Silas Rek'Sai. Bên cạnh đó, những lựa chọn còn lại của SKT hướng nhiều đến sự an toàn khi đi đường và khả năng gây sát thương mạnh trong giao tranh. Tương tự như đối thủ, G2 cũng sử dụng một lineup đạt rất nặng khả năng đánh teamfight về sau. Với phút thi đấu đầu tiên là sự giằng co rất căng thẳng giữa hai đội. G2 là đội đánh trước ở đường trên và đường giữa, lấy được hai mạng hạ gục. Nhưng trước khi đồng hồ bước sang phút thứ 10, xạ thủ Teddy của SKT đã có một pha bắn đại băng tiễn quá đẳng cấp, giúp bộ đôi áo đỏ lấy mạng thành công Perks đi lạc. Tuy vậy, trong nhiều tình huống xảy ra sau đó, G2 mới là đội có được lợi thế mạng hạ gục. Không còn gì để mất, nhà vô địch châu Âu liên tục chủ động tổ chức các tình huống tấn công và đã dẫn trước SKT 5 điểm hạ gục, 5.000 tiền và 3 dòng nguyên tố ở phút 18. Cũng ngay trong tình huống giao tranh lớn một phút sau đó, SKT gần như đã cân bằng được lợi thế với G2. Đại diện châu Âu là những người đã hãm thành trước nhằm lấy trụ một đường giữa của SKT, nhưng đổi lại phải mất đến 3 chiều cuối quan trọng. Nhân cơ hội một thế đứng sơ hở từ G2, Quỷ Vương Faker đã cướp chiều cuối của Gna và xuất thần hất văng cả 5 thành viên áo trắng về phía đội hình mình. Rất may, những thành viên SKT chưa vào vị trí sẵn sàng đã không thể theo kịp pha xử lý khủng khiếp đó của Faker, dẫn đến chỉ có Perks và Wonder phải nằm xuống. Đã từ rất lâu rồi, khán giả thế giới mới lại thấy Faker thể hiện đẳng cấp vũ trụ chỉ trong một tích tắc như trong tình huống hóa quỷ này. Nhưng đáng tiếc cho những nỗ lực từ Faker, SKT sau đó không hề ăn được một mục tiêu lớn nào, dù đã có những tình huống giao tranh khai thác thành công G2 nhờ các lợi thế mà Faker mang lại trong giao tranh trước. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 24, khi bốn thành viên G2 cùng nhau tập hợp lại với ý định phá hủy nốt trụ đường giữa của SKT. Mặc dù bảo vệ trụ mid là điều cần thiết, nhưng điều đáng nói là công trình này chỉ còn đúng một chấm máu khi đó. Nhưng Teddy lại dịch chuyển vào trụ ngay lúc đó và anh nhanh chóng bị các thành viên G2 hạ gục ngay lập tức. Quyết định khó hiểu của Teddy đã khiến SKT bị thiếu mất xạ thủ chủ lực và G2 đã không bỏ lỡ cơ hội này ăn lấy bùa lợi Baron gần như miễn phí. Lợi thế bùa lợi Baron cùng với chênh lệch sức mạnh đã sẵn có từ lâu, vua hề châu Âu liên tục thắng thế trước vua Hàn Quốc trong các pha đụng độ sau đó. Trước phút 30, G2 đã phá tan hai đường cánh của SKT và thiết lập khoảng cách 10.000 tiền chênh lệch. Nhưng với nỗ lực phòng thủ vô cùng kiên cường, SKT đã đẩy lùi được đối thủ trong nhiều tình huống ăn thành công các mạng shutdown quý giá. Khi đó, gần như không một khán giả nào lại không bất giác nhớ đến cú lật bàn huyền thoại của SKT năm nào. Giờ đây, người hâm mộ Hàn Quốc lại hy vọng về SKT rằng đứa con cưng sẽ lại làm nên kỳ tích khi xưa và tiến thẳng đến chiếc cúp MSI. Ở pha giao tranh sau đó ở hàng Baron, SKT là người đã ăn được bùa lợi này thành công, càng khiến cánh cửa chiến thắng rộng mở thêm với đội tuyển áo đỏ. Nhưng G2 chứng minh rõ ràng rằng vì sao họ lại là Super Team, vì sao họ lại được tôn sùng và là vua hề mạnh nhất lục địa già, và vì sao một đội châu Âu sẽ luôn giành chiến thắng theo cách cảm xúc nhất.
Ở phút 34, đang sở hữu bùa lợi Baron, SKT tự tin đẩy thẳng đường giữa và muốn ép một pha giao tranh với G2. Nhưng trong lúc hai lính nhà bên cánh của SKT vẫn chưa hồi lại, Wonder và Caps đã nhanh chóng áp sát vào hai điểm yếu này ở căn cứ đối phương. Dù đã kịp thời quay về phòng ngự nhưng cuối cùng, các thành viên SKT vẫn không thể ngăn cản G2 backdoor thành công và gỡ hòa tỷ số 2 đều, đưa trận chung kết sớm đến ván nằm định mệnh. Châu Âu sẽ không thể là châu Âu vĩ đại nếu thiếu đi những pha để lén khắc vào lòng người. Kể từ sau huyền thoại XPK, G2 của năm 2019 chính là cái tên tiếp theo viết nên lịch sử. Bị đánh bại bởi đặc sản backdoor của G2 khiến tâm lý của SKT bị lung lay không ít, nhưng sự bình tĩnh sắc bén ở ván đấu cuối mới là yếu tố làm nên chiến thắng. Faker đã chọn lợp lăng và các đồng đội của anh cũng mang ra những tướng thuận tay nhất với không có quyết tâm nào khác ngoài chốt hạ loạt trận căng thẳng này. Trong khi đó, đã thắng bằng để lén sẽ thật tuyệt vời nếu G2 tự tay hạ gục SKT bằng một đặc trưng khác đã làm nên tên tuổi của Liên minh huyền thoại châu Âu, những vị tướng dị. Pai một lần nữa xuất hiện ở đường trên, Perks mang một pháp sư đường giữa là Syndra xuống vị trí xạ thủ, còn Caps lựa chọn Lissandra để khắc chế cứng lợp lăng của Faker. Đây là một đội hình rất giàu sát thương, nhưng nếu G2 không xử lý tốt kỹ năng trong giao tranh, họ sẽ bị SKT hủy diệt. Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội đã va vào nhau liên tục ở mọi mặt trận trên bản đồ. Nhưng thật bất ngờ là SKT, nhà vua của Hàn Quốc, đội tuyển hùng mạnh bởi sự lạnh lùng đến đáng sợ trong những phút giây quan trọng nhất, lại choáng ngợp trước cách tấn công dồn dập từ G2. Đến phút 13, G2 đã hai lần khai thác thành công vào vị trí Faker và có được tổng cộng 6 mạng hạ gục. Lượng tài nguyên mà G2 giành được càng nhiều hơn khi Wonder thường là người kết liễu bằng chiều cuối để chia đều tiền cho đồng đội. Cờ đã đến tay, tưởng chừng G2 sẽ bóp nghẹt SKT bằng quả cầu tuyết cực lớn, thì một chút lỗi từ Samurai đen trắng cộng với khả năng chấp thời cơ của SKT đã gỡ lại liên tiếp những mạng bắt lẻ, khiến khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Tình huống combat lớn đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút 22, G2 là bên chủ động với Mikit khơi mào bằng cú khiêu khích ba người tuyệt đẹp. Mặc dù Teddy và Faker đã thoát khỏi vùng nguy hiểm và xả đạn, nhưng áp lực từ những cú quét tan kẻ yếu của Perks vẫn quá khủng khiếp. Kết hợp cùng sát thương cực lớn của Lissandra trong tay Caps, G2 Esports đã hủy diệt hoàn toàn SKT trong pha giao tranh này. Lợi thế đã lên đến con số 7.000 tiền nghiêng qua G2, nhưng trận đấu vẫn chưa dừng lại ở đó. Chỉ một phút sau khi giang cót để mất dòng lửa vào tay Faker, SKT mới lại là đội quét sạch hoàn toàn đối thủ G2 với khả năng xử lý giao tranh đậm chất LCK. Giao tranh thua trong tư thế đang dẫn trước rất nhiều là một thảm kịch đối với G2, nhưng nếu không nhờ lượng đồ vượt trội của họ giúp gỡ lại được 3 mạng hạ gục, có lẽ SKT đã lật kèo thành công. Ở pha đánh tổng lực vài phút sau, SKT gần như đã cân bằng được ván đấu khi kết thúc lời mạng hơn G2 2-4. Nhận thấy Wonder vẫn còn đếm số, Khan cùng các đồng đội áo đỏ đã nhanh chóng chớp thời cơ tấn công bùa lợi Baron. Thế nhưng, chiếc hàng chết chóc đó mới là mồ chôn SKT T1, không đủ sát thương để dứt điểm Baron nhanh. Các thành viên SKT vừa phải quyết định nhấp nhả, vừa đề phòng G2 tấn công bất ngờ. Trong một pha mà Mikit, Perks và Caps tiếp cận thành công và dồn Teddy vào góc, xạ thủ chủ lực của SKT vì đã mất hết phép bổ trợ đành phải bấm đồng hồ ở vị trí rất hớ hênh. Ngay lập tức, Teddy bị thổi bay khỏi bản đồ. Thiếu đi nguồn sát thương lớn duy nhất, SKT đã không còn khả năng chống cự nữa. Từng siêu sao 1 của nhà vô địch Hàn Quốc nằm xuống trước sự truy sát đầy hưng phấn từ G2 Esports. Sau 30 phút thi đấu đầy căng thẳng của ván 5, sau một loạt chung kết sớm nghẹt thở đến giây cuối cùng, SKT đã lần đầu tiên trong lịch sử nằm xuống trước một đội phương Tây, kẻ có thể khuất phục được nhà vua vĩ đại nhất kỷ nguyên, chỉ có thể là G2 Esports hùng mạnh. Chiến thắng huy hoàng ngày hôm đó của G2 không chỉ giúp nhà vua lục địa già đặt chân vào trận chung kết, mà còn là cột mốc đánh dấu rằng LEC đã không cần phải học theo Hàn Quốc nữa, khi mà đứa con cưng G2 với 5 người châu Âu đã đánh bại SKT vĩ đại bằng những nét đặc trưng nhất của Liên minh huyền thoại lục địa già. Không ngoa khi nói rằng chính G2 Esports đã kéo sập triều đại SKT trong giai đoạn đó sau cuộc thánh chiến trên đất Đài Bắc. Không nằm ngoài dự đoán, đội giành thắng lợi trong cuộc đối đầu này sẽ chạm tay vào cúp vô địch. Vài ngày sau đó, G2 đã hủy diệt Team Liquid trong trận chung kết nhanh nhất lịch sử thi đấu quốc tế. 8 năm dài chờ đợi đã kết thúc, người hâm mộ Liên minh huyền thoại châu Âu cuối cùng cũng được chứng kiến niềm tự hào của họ. G2 Esports mang một danh hiệu quốc tế về cho khu vực. Và còn gì ngọt ngào hơn khi Samurai đen trắng đã lần lượt đảo bại đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử SKT và đại kình địch Bắc Mỹ để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Màn trình diễn đỉnh cao của G2 Esports đã biến MSI 2019 trở thành một trong những giải đấu khó quên nhất. Các bạn đã ở đâu khi châu Âu trỗi dậy? LCK mùa hè năm 2021 là một mùa giải vô cùng biến động khi không hề có một đội tuyển nào duy trì được sự ổn định xuyên suốt cả. Trong đó tiêu biểu nhất chính là T1 và Gen.G. Cả hai đều ở những thời điểm thăng hoa lẫn chật vật, nhưng điều đặc biệt là họ luôn tương phản với nhau. Gen.G khởi đầu mùa giải bằng một phong độ vô cùng hủy diệt, với bộ khung đội hình gồm Rascal, Clit, BDD, Ruler và Life đã xây dựng được tính gắn kết sau nửa năm thi đấu cùng nhau. Nhà đương kim Á quân LCK dễ dàng đánh bại tất cả mọi đối thủ mà họ chạm trán. Hàng qua Live với Dev và Chovy, rồi những hiện tượng mới nổi như Leap Sandos cũng như Nongshim Red Force đều gục ngã trước sức mạnh áp đảo từ Gen.G. Sau 3 tuần rưỡi của lượt đi, Gen.G chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 7 trận thắng liên tục, cho tới khi họ bị những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình là DK và chính T1 đấm cho không chuyển phát nào ở 2 trận đấu liên tục sau đó. Kể từ đây, Gen.G trở nên cực kỳ bất ổn với những trận thua dưới sức, thậm chí từng rơi xuống tận vị trí thứ 5. Về cơ bản, họ vẫn là một đội tuyển lớn với một đội hình mạnh nhiều sao số, vậy nên ở tuần cuối cùng của vòng bảng, Gen.G đã kịp thời nước rút để quay trở lại với vị trí hạng nhì. Trong khi đó, T1 lại khởi đầu mùa giải rất chậm theo nghĩa đen. Chiến thuật nuôi rùa của huấn luyện viên trưởng là ngài Danny áp đặt cho các thành viên T1 không hề hiệu quả,
bởi vì bản chất của tuyển thủ này là kiểu hổ báo cần phải liên tục chơi chủ động. Vì vậy mà T1 tỏ ra rất rời rạc và thua khá nhiều trận đấu lãng xẹt. Kể cả sau khi hạ gục Gen.G với tỷ số 2-0, T1 vẫn có thể để thua trắng trước Nong Shim, ngay trận đấu sau đó làm cho người hâm mộ cực kỳ ức chế. Vậy là án sa thải bắt buộc phải được T1 đưa ra cho ngài Danny ngay giữa mùa sau. Sau khi cửa ghế thầy thành công, T1 gần như lột xác hoàn toàn. Trước sổ đội hình xuất phát mới gồm đại tướng Canada, Warner, Faker, Gumayusi và Keria, T1 khởi sắc với lối chơi chủ động hơn cũng như gây cực nhiều áp lực để lăn cầu tuyết. Càng đánh càng hay, tuy vẫn để thua một vài trận đấu, T1 cuối cùng có thể an toàn đứng trong top 6 để tham dự vòng playoff tranh ngôi vô địch. Trong trận playoff đầu tiên, T1 tái ngộ với Leap Sandbox và dễ dàng giành được chiến thắng 3-0, trái ngược hẳn phong độ phập phù của họ khi còn ở vòng bảng. Trước phong độ thăng hoa của T1 trong trận đấu đó, đội đầu bảng là DK đã không dại gì mà chọn Faker và đàn em làm đối thủ ở loạt trận tiếp theo. Thay vào đó, DK chọn Nong Shim và đẩy T1 cho Gen.G, hứa hẹn một trận thư hùng bán kết rực lửa. Gen.G với phong độ có phần ổn định hơn từ giai đoạn vòng bảng, chắc chắn là đội hình được đánh giá cao hơn một chút khi đó. Nhưng T1 lại có cơ sở là hai trận thắng giành được trước Gen.G cũng ở vòng bảng, trong đó có một trận thắng trắng 2-0 cực kỳ thuyết phục khi đối thủ đang trong đà hưng phấn. Dù vậy, nếu xét theo thể thức BO5, Gen.G đang có hai lần liên tiếp hủy diệt T1 cùng với tỷ số 3-0 ở vòng loại khu vực năm 2020 và vòng bán kết mùa xuân năm 2021. Vì vậy, bước vào trận đấu này, Gen.G sẽ phần nào đó có thể có tâm thế cửa trên, trong khi T1 nhiều khả năng phải tính toán rất nhiều nếu không muốn bị đối thủ đè bẹp. Dù ở giai đoạn vòng bảng, tài năng trẻ Gumayusi là người thường xuyên xuất phát trong đội hình chính để cặp với Keria, nhưng khi bước vào những trận BO5 vòng playoff, cái tên kỳ cựu và giàu kinh nghiệm hơn là Teddy lại nhận được sự tin tưởng. Trận thắng 3-0 trước Sandbox, Teddy đã đánh chính cả 3 ván. Và tại cuộc đụng độ với Gen.G này, xạ thủ bao cúp vô địch LCK tiếp tục giao quân, buộc cho thái tử Gumayusi phải ngồi trên ghế dự bị. Bước vào ván 1, Gen.G chọn một đội hình rất kiểu mẫu với lượng sát thương diện rộng và sát thương về led cực nhiều, phù hợp cho những pha giao tranh giai đoạn sau. Đây cũng chính là kiểu chơi đặc trưng của Gen.G từ lâu. Còn T1 thì đưa ra 5 lựa chọn tướng dùng để thắng đường, kết hợp cùng tướng thủ Nidalee trong tay Warner với khả năng dọn rừng và xâm lăng rừng địch cực khỏe. Giai đoạn đầu trận thì chắc chắn nằm dưới sự kiểm soát của T1. Nhưng nếu không thể lan mạnh quả cầu tuyết và kết thúc ván đấu sớm thì T1 cũng chắc chắn sẽ thua. Kịch bản tệ nhất mà các fan T1 không mong muốn đã xảy ra, mạng hạ gục sớm T1 có được nhiều pha phối hợp băng trụ của Warner và Canada không giúp đội đỏ vừa lên dẫn trước quá nhiều. Hai chủ lực BDD và Ruler của Gen.G Farm không thua Faker và Teddy dù cầm trước tướng yếu hơn. Đã vậy, ở pha giao tranh sứ giả phút thứ 9, Gen.G vừa có được mục tiêu vừa ăn liền 3 mạng. Tận dụng con sứ giả, các thành viên Gen.G liên tục ra hỏi thăm đường giữa của Faker, cầm trong tay vị tướng Irelia khiến anh già không thể thực hiện những pha tẩu thoát vi diệu. Vậy là sau 3 mạng nằm xuống của Faker và trụ một đường giữa bị phá ở phút thứ 15, phần thua xem như thuộc về T1. Những phút giây sau đó chỉ như một màn tra tấn tinh thần mà Gen.G dành cho T1 và các T1 con mà thôi. Nhà đương kim áo quân chậm rãi kiểm soát từng mục tiêu một cách cực kỳ chắc chắn, đúng phong cách của Gen.G Esports. Những nỗ lực bắt lẻ hoặc cố gắng mở giao tranh của T1 chỉ khiến họ ngày càng bị nới rộng khoảng cách bởi vì khả năng macro từ đội hình Gen.G là quá hiệu quả. Đến phút 32, khi đã phá hủy 9 trụ và dẫn trước 12.000 tiền, Gen.G dễ dàng đẩy thẳng vào căn cứ T1 để kết thúc ván đấu. Tỷ số được mở 1-0 cho Gen.G, chứng minh khả năng lăn cầu tuyết và đánh kiểm soát của đội Á quân mùa xuân thực sự là quá khủng khiếp. Nhận thấy chiến thuật win lane win game của mình gần như vô dụng trước sự chắc chắn bên phía Gen.G, T1 liền thay đổi lối chơi ngay ở ván 2. Thay vì chọn các tướng mạnh sớm để đánh nhanh thắng nhanh, các thành viên T1 quyết định khóa vào Gwen, Ryze và Ashe làm sát thương, còn Xin Zhao và Leona với khả năng chống chịu cực châu sẽ làm giàn chắn. Đội tuyển áo đỏ muốn hướng đến giai đoạn từ giữa đến cuối game để đo khả năng giao tranh tổng với Gen.G. Thế trận diễn ra hỏa hoạn đúng như dự đoán, phải đến tận phút thứ 8 mới xảy ra va chạm đầu tiên ở hàng sứ giả. Nhờ lợi thế đi đường tốt hơn mà Gen.G sớm tập trung đủ cả 5 người tại khu vực này để úp sọt T1, lần lượt Warner rồi Keria lên bảng đếm số, còn con sứ giả cũng nằm thuộc về Gen.G luôn, thảm họa lại hiện hữu trước mặt của T1. Sau đó ở phút thứ 11, pha xâm lăng rừng cực sâu của Lai và Clit tưởng như đã bắt lẻ được Warner, nhưng các thành viên T1 liền xuất hiện rất kịp thời để phản công. Đại tướng Canada dịch chuyển xuống và cắt ngay hai quả đầu cực nuột, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Nhưng chỉ vừa mới được thở chưa lâu, cặp bot của T1 tiếp tục bị pressing cực rát bởi 4 tuyển thủ Gen.G chỉ một phút sau đó. Nằm 2 mạng, mất liền 2 trụ vì đối thủ thả sứ giả, đường dưới của T1 đã hoàn toàn tan nát, trong khi còn quái vật 200 năm trong tay Ruler chuẩn bị sổng chuồng. Tưởng đâu mọi hy vọng đã chấm hết với T1 thì vào phút thứ 18, một pha trồng khống chế mở giao tranh cực quyết đoán của các tuyển thủ áo đỏ đã mang về cho họ 2 mạng hạ gục chủ lực đối phương, qua đó cân bằng lượng tiền chênh lệch. Sau nhiều pha bắt lẻ ăn miếng trả miếng qua lại, T1 chính thức vượt lên ở phút 24 sau tình huống Ruler ham hố truy đuổi Teddy và gấu bông nhanh trí gọi cả lò T1 ra úp sọt lại. Từ đây, quyền kiểm soát trận đấu đã nằm gọn trong tay Faker và đồng đội. Mọi hy vọng của Gen.G chính thức không còn ở phút 33 khi đại tướng Canada thị phạm sức mạnh đầy súc vật của Gwen Barber. Một mình đại tướng cắt chọc đầu xạ thủ chủ lực và người đi rừng Gen.G tạo tiền đề cho T1 ăn con Baron hoàn toàn miễn phí.
thì sự kháng cự từ Gen G vẫn có. Nhưng bốn con rồng gió cộng với lượng tài nguyên khổng lồ mà T1 đã ăn được là quá sức chống đỡ. Đến phút 37, T1 dễ dàng hủy diệt Gen G trong bệ đá và cân bằng tỷ số trận đấu thêm một đều. Sau hai ván đấu đầu tiên có phần hơi dễ dàng với đội đã giành được lợi thế, ván đấu thứ ba bản lề của cặp BO5 này thực sự là đỉnh cao của Liên Minh Huyền Thoại. Gen G quyết không từ bỏ đội hình tủ của mình và có lần thứ ba liên tiếp chọn Aphelios. Trận này họ còn bổ sung thêm cả khả năng đẩy lẻ từ Camille. Còn T1 vẫn chọn đội hình đọ tay trong giao tranh tổng giống game trước, nhưng thay đổi Xin Zhao thành Nidalee để có thể kiểm soát rừng sớm tốt hơn, đồng thời counter luôn lựa chọn Javan của Gen G. Trận đấu bình yên được trong khoảng 8 phút đầu, trước khi cả hai đội lao va chạm với nhau liên tục. Chiến trường không còn là hàng sứ giả hay hàng rồng nữa mà diễn ra ngay chính ở các khu vực đường cánh. Dù cho bên nào mở giao tranh thì lợi thế luôn là chia đều, cả T1 lẫn Gen G đều chưa thể vượt lên dẫn trước đối thủ. Những pha đã trao đổi mạng hạ gục, đổi mục tiêu và tận dụng khai thác sai lầm của đối thủ cứ diễn ra cho đến tận phút 30. Không khí trận đấu trở nên khó đoán và căng thẳng một cách nghẹt thở. Lợi thế ở đường cánh của đại tướng Canada trước Rascal và lượng farm vượt trội của Faker trước BDD giúp T1 hơn Gen G 3.000 tiền. Lợi thế như vậy là chưa đủ để ngăn Gen G tổ chức một pha ăn nhanh Baron, nhưng họ đã đánh giá sai sức mạnh và khả năng phản ứng của T1. Bất chấp Gen G đã có được bùa lợi, nhưng Teddy đã chơi cực cháy trong pha giao tranh này, sống sót chỉ với một chấm máu, thành thảy tiêu đốt và rồi quay trở lại bắn tan tành đội hình Gen G cùng với anh già Faker. Teddy đã tỏa sáng để đưa T1 tiến rất gần đến chiến thắng. Không do dự, Faker cùng đàn em quyết định đẩy thẳng vào căn cứ Gen G, hòng kết thúc luôn ván đấu. Nhưng bùa lợi từ lính Baron của Rascal đã giúp Gen G câu giờ và phòng thủ thành công. Từ thời điểm này, T1 đã vượt trội hoàn toàn về sức mạnh. Gen G biết họ không thể đọ sát thương trong giao tranh tổng được nữa, nên bèn cử Rascal đi thực hiện chiến thuật đẩy lén. Camille của đường trên Gen G đã sở hữu đầy đủ trang bị chấn phái, vì vậy chỉ cần một phút được thả lỏng thôi, anh ta có thể đá bay luôn cả căn cứ của T1. Phút 38, T1 cử Faker hỗ trợ Canada phòng ngự đường dưới, còn Warner, Teddy cùng Kyria sẽ tiến thẳng vào Baron. Phản ứng của Gen G là cực kỳ táo bạo, họ đưa cả đội hình chạy xuống cánh dưới chỉ để Clit ở lại cố gắng tìm cách cướp Baron. Với quân số đông hơn, Gen G dù mất BDD vẫn lấy lại được mạng tệ tướng Canada và rút gần hết máu của Faker. Sau đó họ đẩy vào nhà T1 ngay lúc quỷ đỏ hàn xẻng vừa ăn xong Baron. Teddy ngay lập tức biến về và Clit cũng đã xuất hiện, nhưng cú đại chấn của bò sữa lại chậm mất chỉ 0,1 giây, khiến anh không thể ngắt cú biến về của người đồng đội cũ. Teddy có mặt ở căn cứ và nhanh chóng bắn gục ba thành viên còn lại bên phía Gen G. Nếu như Clit kịp thời giữ chân Teddy ở lại, có lẽ Gen G đã phá xong nhà chính của T1 rồi. Quét gần sạch đối thủ, các thành viên T1 ung dung tiến về căn cứ Gen G với bùa lợi Baron, tưởng đâu đã nắm chắc chiến thắng trong tay, thì Clit bất ngờ xuất hiện trong nhà, như là nhà của T1 với một con mắt đã được Life cắm sẵn trước khi nằm xuống ở tình huống trước đó. BDD sống lại, dịch chuyển vào con mắt đó và cùng với Clit cắn trộm nhà chính chờ trọi của T1. Nhưng rất đen cho họ là bên phía đội áo đỏ đã phát hiện ra kế hoạch này và biến về kịp thời để tóm cổ hai tên móc lốp. Gen G mới chỉ lấy được nửa máu nhà chính đối thủ, chưa thể kết thúc game. Ván đấu kéo dài đến tận phút 50, trước đó Gen G đã ăn được một bùa Baron nhưng chỉ có tính chất phòng ngự và câu giờ. Còn T1 thì lượm được hẳn linh hồn dòng nước cực mạnh. Và giao tranh cuối cùng ở phút thứ 51 khi T1 rush Baron quá nhanh trước khi Gen G kịp tiếp cận, buộc đối thủ phải miễn cưỡng mở giao tranh. Chỉ nhờ có vậy, T1 kết sạch hoàn toàn Gen G với những pha gây hiệu ứng khống chế rất đẹp của Kenna và khả năng xả đạn kinh dị từ siêu xạ thủ Teddy. Về phía T1 đại địa chấn vào, Ether Combo ngược trở ra, Na tí nị đến từ vị trí của Kenna nhưng đã có được độ rất đẹp. Người nằm xuống là BDD trong cuối 3 người đến từ Kenna. T1 tràn lên, Faker tìm kiếm được Ruler. Ruler đã quáng bắn trả, sát thương của anh ta chưa đủ để hạ gục các thành viên phía T1 và anh ta đâm xuống rồi. Không còn gì cản trở nữa, T1 kết thúc luôn ván đấu bản lề để vươn lên dẫn trước 2-1 trong cặp BO5. Bị dồn vào chân tường, hết cơ hội để mắc sai lầm, Gen G quyết định lối chơi bằng cách chọn combo Yasuo và Diana nhằm tìm kiếm những pha mở giao tranh đột biến. Còn T1 phản ứng lại bằng những vị tướng phá giao tranh rất tốt là Kennen, Olaf và Alistar, còn Teddy thì cầm Ezreal để tự bảo kê. Tất nhiên là đội hình này cũng không hề thiếu sát thương. Thế trận diễn ra tương đối cần não, cho đến phút 16 vẫn chỉ có đúng một mạng hạng gục dành cho Gen G, nhưng ở pha giao tranh ngay trước thềm sứ giả, combo mở giao tranh bằng Kraken, Diana và Yasuo của Gen G đã bị T1 hóa giải hoàn toàn. Đối thủ đã hết sát thương, T1 liền xông thẳng lên để lấy ngay ba xác và tiện tay xì lường con sứ giả. Nhưng sau đó họ đã không thể đẩy mạnh lợi thế này mà chỉ có thể ăn thêm dòng nước, còn Gen G thì tận dụng các khoảng trống để phá trụ và farm bù, khiến chênh lệch vàng gần như là không có. Đến phút 28, nhận thấy Gen G đã mất các chiêu cuối quan trọng trong pha cố gắng mở bất thành trước đó, T1 đã lập tức mở một pha giao tranh bánh mì kẹp thịt cực kỳ chiến. Teddy và đại tướng Canada dịch chuyển ra sau lưng đội hình Gen G, nhưng nhịp tấn công của họ cùng với những thành viên phía bên kia lại hơi rời rạc. Vậy là mặc dù xin được hai mạng chủ lực của Gen G, T1 vẫn phải để lại Teddy nằm xuống. Thiếu nguồn sát thương vật lý lớn nhất, T1 không thể ăn Baron nên chỉ có thể lấy trước linh hồn dòng nước. Thế cân bằng vẫn được phá vỡ, làm trận đấu càng trở nên gay cấn. Đến phút 32, cả hai bắt buộc phải lao vào một pha giao tranh cực lớn ở hang Baron, tận dụng lợi thế hơn người khi Faker vừa bị bắt lẻ ở đường dưới. Gen G muốn ăn Baron để dụ T1 vào trong,
Warner và Kyria mắc bẫy rồi nằm xuống. Gen G vẫn đủ 5 người, T1 thì chỉ có 2. Nhưng một trong số những cái tên còn sống của T1 là Teddy với vị tướng Ezreal. Và khi mà Teddy có Ezreal trong tay, Gen G có hơn 100 người cũng đừng mơ mà thắng được pha giao tranh này. Hồi sinh anh ta đang bấm dịch chuyển, anh ta dịch chuyển ra, Kana có thể chiếu cuối được 4 người trong pha này. Anh ta bị kiệt sức mất rồi. Đã có một pha gục dành cho vị trí của Teddy, anh ta tìm kiếm mạng double kill khi Rascal đang khá yếu máu. Kane của Kana đã phải lên bảng điểm số. Faker và Teddy, bộ đồ này liệu rằng sẽ làm được gì đây? Một tiếng đánh tay rất đau đến từ Teddy. Faker bị giữ chân lại, anh ta dính chăn chối rồi, sát thương quá nhiều. Faker đập xuống mạng thứ hai rồi cho Teddy. Anh ta tìm kiếm cú beta kill của mình chẳng. Anh ta bắn rất đau và anh ta có triple kill. Anh ta chuẩn bị có quad ra kill không chính thức rồi. Anh ta tìm kiếm vị trí của Rascal. Rascal đã quáng sút lui ở một ngưỡng máu thấp nhưng ta đã về thành công tới nhà. 4 phút sau đó, hai đội kéo nhau hàng rồng để combat một lần cuối cùng và Teddy lại thể hiện khả năng sử dụng Ezreal điêu luyện đến khủng khiếp với hàng loạt những phát bắn thần bí chính xác như kỹ năng chọn mục tiêu. Nhận thấy đối thủ đã bị cấu nhiều máu và đang đứng tụm lại, quyết định mở luôn, nhưng không phải mở giao tranh, bé kẻ đã mở màn cho buổi trình diễn tiếp theo của Teddy. Tốc biến tìm kiếm đối phương, PDD làm rồi gặp nguy hiểm, PDD có thể sẽ lấy bảng điểm số nhưng trước khi lên bảng điểm số thì anh đã kịp chặn chối. Rascal đã cố gắng gỡ gạc lại cho các thành viên bên phía của Gen G Esports. Teddy vẫn là làm hết trong pha thi đấu này mà thôi. Một đánh hai không quan tâm, Teddy vẫn tiếp tục dấn lên với sức của học và tốc biến quy thành công. Sau những pha thi đấu quá kinh dị này của Teddy, T1 đã ăn liên tục dòng ngàn tuổi rồi Baron. Mặc dù lượng trang bị và chênh lệch tiền không quá thua nhưng Gen G gần như đã hết cơ hội chiến thắng T1 trong những combat tổng. Họ thử một pha thi đẩy nhà nhưng làm sao đua lại đội hình có cả bộ lợi Baron và Ryze. Khi Gen G biến về căn cứ để phòng thủ, đó cũng là mồ chôn của họ. Teddy lại bắn che máy, bắn cho Gen G không còn nhà để ở. Và T1 cũng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, trực tiếp loại luôn kỳ phùng địch thủ ra khỏi cuộc đua vô địch. Và cũng đã tới lúc kết thúc video dài này. Mong rằng những trận đấu mà MGN Esports đã tổng hợp sẽ giúp cho bạn sống lại những ký ức, những kỷ niệm và những cảm xúc tuyệt vời nhất khi được theo dõi Liên minh huyền thoại đỉnh cao. Nếu như yêu thích những video như thế này, hãy like, subscribe kênh và để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.